Mày thèm lắm đúng không? Tao bỏ đói mày ba bữa rồi. Bây giờ có cho mày ăn thức ăn chó thì chắc mày cũng phải ăn thôi. Ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Tao hứa với người ta là phải giữ cái mạng quèn của mày lại. Mình ơi, mình ăn mì nhiều vô nha. Mì hôm nay mềm, dễ nuốt nữa. Cô Hồng, Cầm Thư, đến thăm cha hả? Ngồi đi, cha mong cô từ sáng giờ đó. Cha, cha, cha ở nhà nhớ giữ sức khỏe nha. Hôm nay con phải thay anh hai đi lên tỉnh nhận hàng rồi. Trong nhà đang rối ren, cần ảnh ở nhà quán xuyến, cho nên con cũng phải ráng giúp đỡ anh hai nhiều việc, cho anh đỡ phần nào đó cha. Có cô Hồng ở đây chăm cho cha, con cũng yên tâm rồi. Cha, cha phải ráng ăn thiệt nhiều nha, nghỉ ngơi cho nhiều để mau khỏe lại. Khi con về con sẽ mua món vịt quay cho cha ăn nha. Cha nghỉ ngơi đi nha. Cô ráng chăm sóc cho cha tôi giùm. Cảm ơn cô nhiều lắm. Cô hai yên tâm đi, ở nhà cha cô có tôi lo rồi. Cô đi giữ gìn sức khỏe nha. Cảm ơn cô nhiều lắm. Con đi nha cha. Má, con, má ngồi dậy từ từ thôi. Con đừng đi có được không con? Con đi chỉ có mấy ngày là con về rồi, má đừng có lo quá. Má có linh cảm. Thư à? Dạ. Thư, bây giờ trưa trời trưa rật rồi, em mau về phòng để sửa soạn hành lý, kéo trễ xe. Dạ chào má. Thư. Dạ. Má, má đừng có lo lắng gì hết á. Ở nhà còn có anh hai, nếu như má buồn á, má cứ nói một tiếng, Hồng Xuân hứa với con là Hồng Xuân sẽ qua chơi với má. Má đừng có lo nha má. Má cứ an tâm đi, ở nhà đã có con, mọi thứ cứ để con lo cho. Con đi, con về liền mà. Thôi, con đi đi. Đi đi em, kêu để xe đó. Con đi sửa soạn ít đồ nha má. Đóng kịch à? Đóng riết mà bà không mệt sao? Mày cố ý đẩy con Thư đi xa nhà. Đúng vậy. Tôi sợ nhìn thấy cô khóc, tôi đau lòng lắm. Mày muốn ngửa bàn với tao? Má là người trong cuộc tỉnh táo nhất, con không thể nào đối xử má như một người điên được. Như vậy thực sự không công bằng cho má. Con thương má lắm. Có gì đâu mà má căng thẳng dữ vậy? Để con chăm sóc cho má nghe. Con bóp vai cho má khỏe nghe má.
Con ngồi xuống ghế đi. Con á, hai bữa nay không có chịu ăn hộp cơm nào hết, không uống giọt nước nữa làm sao chịu thấu. Làm sao mà má con chết đột ngột như vậy hả bác hai? Con về tới nhà, con không được ngó mặt má con lần cuối. Bụng dạ con đau còn hơn là ai cắt ai bầm. Con muốn ăn gì hết. Nhưng mà con phải ăn mới có sức chứ Thư. Bác ơi, nhưng tại sao má con lại đi đột ngột vậy hả bác ơi? Bác ơi, bác trả lời con biết đi. Lúc mà con đi, má con chỉ có lúc nhớ lúc quên thôi mà, tại sao má con lại mất đột ngột như vậy hả bác hai? Bác trả lời cho con biết đi bác hai. Bác ở ké trong căn nhà này, bác còn không có thấy được mặt của má con nữa. Má của con còn nhiều chuyện chưa nói hết với con nữa đó Thư. Con là con gái, con chưa làm được gì cho má con. Con có tội với má con quá bác hai ơi. Thôi đời thiệt là kỳ lạ hết sức. Lúc tan vàng đã bối rối, người nằm xuống xác vẫn còn ấm, mà thiên hạ cũng không để yên nữa, hết cảnh đến khỏe con cái nhà người ta. Bây giờ họ coi thằng Cẩm là người thừa kế nên bu vô nịnh bợ nó, coi thường con. Đúng là thôi đời ấm lạnh, bữa hôm qua thì nói khác, bữa nay thì nói khác. Bác hai à, bác hai đừng nói chuyện đó nữa, con thấy đói bụng quá. Hả, con đói bụng hả? Được, để bác hai kêu mấy đứa nhỏ bưng đồ lên con ăn nghe. Em đói bụng hả? Thôi, anh đưa em ra ngoài ăn đi. Hả? Bây giờ anh kêu xe hả? Đi, nhanh lên. Ăn cơm đi. Thư phải ráng ăn thì mới khỏe được chứ. Mình không ăn đâu, mình không sao hết. Từ lúc Thư về nhà ngó thấy quan tài của má Thư, mình để ý là Thư chưa bao giờ rớt một giọt nước mắt nào. Đừng nghẹn ở trong lòng nữa, như vậy không tốt đâu. Muốn khóc á thì cứ khóc hết đi cho nhẹ lòng. Mình không sao, nhưng tất cả mình không thể hiểu nổi. Tại sao má mình lại ra như vậy? Lúc mà Thư đi á thì bác cũng đã nặng rồi, nhưng mà bác sợ Thư buồn cho nên cố giấu. Đến khi dầu cạn đèn tắt thì sự tình đột ngột như vậy mình biết là Thư khó chấp nhận được,
Nhưng mà người chết cũng đã chết rồi, người sống vẫn phải sống chứ. Thư à, mọi người rất là lo cho sức khỏe của Cầm Thư, nhất là anh Kim Cẩm á. Ảnh á, mà ảnh thấy Cầm Thư như vậy ảnh xót lắm. Mình ổn, mọi người không cần phải lo cho mình. Nhưng mà càng nghĩ mình lại càng thấy ân hận với má. Đáng lý ra mình phải nghe lời anh hai, mình phải đưa má vô nhà thương. Biết đâu giờ này má không có mất, phải không Hồng Xuân? Tại mình mà má mình chết, anh hai thì bị thương. Mình không còn mặt mũi nào để nói chuyện với anh hai nữa hết. Hồng Xuân lo cho ảnh giùm mình đi. Mình chỉ muốn ở một mình thôi. Hồng Xuân đi ra ngoài đi. Mình biết rồi Thư. Phải ráng ăn uống nha. Có nghi ngờ gì không? Chỉ sợ bà già còn để lại hậu chiêu. Cô phải cẩn thận, cô phải theo sát Cầm Thư. Nếu có gì khác thường nhớ báo cho tôi liền. Bà muốn nói gì cứ nói thoải mái, bởi vì cũng không còn dịp nào để bà nói hết bụng dạ của bà nữa đâu. Và cũng đừng nghĩ tới chuyện kêu cứu, vì tất cả những người trong căn nhà này tôi đã sai phái đi làm những chuyện khác hết rồi. Thật sự cậu là ai? Tôi là con trai của ông Võ Kim Phan, ít nhất là trên mặt giấy tờ. Và cả cô nữa. Tại sao vậy? Con gái tôi thương quý cô còn hơn là chị em ruột. Tại sao cô hùa theo người ta để mà hại nó? Mẹ của tôi chính là Năm Kỉnh. Bà còn nhớ cái tên này chứ? Còn người đàn ông này chính là cha ruột của tôi. Nhưng ông cũng không hề biết tới sự có mặt của tôi trên cõi đời này. Chính bà. Nếu như không có sự xuất hiện của bà cùng với một gia thế danh giá, thì biết đâu hai người họ đã lấy nhau rồi. Bà có biết, trong khi gia đình của bà ba người sống hạnh phúc, thì má của tôi phải chịu tiếng chửi oan. Còn tôi mang tiếng con oan không cha theo tôi suốt thời thơ ấu, trong khi gia đình của bà cả ba người sống trong nhà cao cửa rộng, kẻ hầu người hạ. Còn mẹ con của tôi thì sao? Mẹ của tôi phải sống trong một cái chòi lá, lây lất, lận đận, rày đây mai đó. Bà có biết không? Trong khi con gái của bà ngày nào cũng thừa mứa cơm ngon áo đẹp, thừa mứa cả sự cưng chiều. Còn tôi luôn bị đói khát và thiếu thốn tình thương. Ngày nào mà má tôi không đánh tôi, bà ấy đều cảm thấy buồn bã. Nhưng tôi chẳng ngại má của tôi đối xử tuyệt tình với tôi đâu, vì ít nhất tôi biết mình còn có má. Cho nên tôi không bao giờ rời khỏi má của tôi, và tôi không bao giờ hận bà ấy. Mà tôi chỉ hận, tôi hận gia đình ba người các người. Nói nãy giờ chắc bà cũng hiểu tại vì sao tôi đồng ý bắt tay với người này rồi chứ. Mình thấy chưa, mình lòng ích kỷ, sự tự tôn vô cùng tận của mình là nam châm thu hút bọn dòi bỏ đến hút máu chúng ta đó. Nó hành hạ tôi tới thân tàn ma dại. Còn mình thì sao?
Mình giờ sống không bằng chết. Liệu đây có phải là quả báo không hả mình? Ngày xưa cũng vì mình mà tôi làm hại tới đấng thân sinh của mình, còn mình phụ lòng hai người đàn bà khác, nên bây giờ con gái của họ đã tìm đến tận đây. Đó là sự trừng phạt cho vợ chồng mình. 20 mấy năm chung sống đủ để tôi phải tha thứ hết những lỗi lầm của mình. Tôi không có trách mình đâu, chỉ cầu nguyện cho Cẩm Thư con gái của chúng ta được tin tưởng mà nhìn rõ sự thật này, và cầu mong nó đừng trách người cha bội bạc của nó, người đã gây ra cội nguồn của những bất hạnh hôm nay. Từ lúc cậu xuất hiện, tôi đã biết cậu muốn gì. Cậu lấy ra đi. Vô đi. Đúng là không có gì lọt qua được mắt của bà. Đây là người công chứng. Chào bà. Xin mời ông hãy đọc to lên. Thưa mọi người, đây là di chúc do ông nhà viết. Nội dung có viết: tôi là Võ Kim Phan, hôm nay tôi xin thực hiện di chúc này, giao hết tài sản bất động sản, ruộng đất và nhà buôn cho con trai tôi là Võ Kim Cẩm. Võ Kim Cẩm, ngay từ đầu tôi đã biết cậu là giả. Nhưng nếu cậu có thể thay chồng tôi chèo chống, gánh vác cái gia đình này, thì việc cậu hưởng một phần tài sản của gia đình này không có gì là không đặng cả. Nhưng mà đáng tiếc là nhân phẩm của cậu quá tệ. Võ Kim Cẩm, anh có ngon thì trở lại cái tên cúng cơm của mình đi lấy văn sổi. Lý Văn Sỏi? Anh là thằng khốn, phần của tôi đâu hả? Em miệng của mày đi. Nếu mày khôn ngoan thì sẽ có phần, ngon ngon thì mất hết, biết chưa? Bà đã biết tên thật của tôi rồi đã. Coi như hôm nay tất cả đều ngã bài, chúng ta không cần giấu nhau được gì hết. Nếu như bà thuyết phục ông chồng của bà tự nguyện ký tên để cho vị công chứng này hoàn thành thủ tục làm di chúc, tôi hứa tôi sẽ đảm bảo an toàn tính mạng của các thành viên trong nhà của bà, nhất là Cẩm Thư, đứa con gái xinh đẹp ngoan ngoãn của bà. Còn nếu làm trái ý của tôi thì bà biết hậu quả sẽ như thế nào rồi đó. Tôi nói ít mong bà hiểu nhiều để biết phải làm gì trong lúc này. Được. Cô cái là vật ngoài thân, xin mình hãy nghĩ đến Cẩm Thư. Nó là đứa con gái duy nhất của tôi và mình. Mình hãy điểm chỉ vào đây đi. Tôi tự nguyện điểm chỉ trong tờ giấy này trong tinh thần hoàn toàn tỉnh táo. Thủ tục di chúc đã hoàn thành. Từ nay ông Võ Kim Cẩm sẽ hoàn toàn sử dụng tài sản của ông Võ Kim Phan. Cảm ơn ông, tốt lắm. Chúc mừng cậu.
Nếu như má của tôi còn sống thì má của tôi cũng sẽ cười hả hê khi nhìn thấy hai con người đã từng chà đạp bà trở nên thảm hại như vậy. Cô có biết cô giống má cô nhất ở điểm nào không? Bà nói đi. Hai má con cô đều là hai kẻ tham lam, vừa muốn tiền vừa muốn tình cảm chân thành. Nhưng cô quên mất, trên đời này làm sao có chuyện vẹn toàn như ý mình muốn. Nếu lúc đó má cô chịu buông bỏ lòng tham không đáy của cô ta thì biết đâu chồng tôi đã siêu lòng mà đi theo cổ. Cho dù cổ có lớn hơn chồng tôi vài tuổi thì cũng có sao đâu. Suy cho cùng, cổ đẹp hơn tôi, cổ giỏi hơn tôi. Nếu là tôi cũng chọn cổ. Nhưng tiếc là lòng tham đã khiến cho con người trở nên xấu xí. Đàn ông đâu ai thích cái loại đàn bà tham lam tột cùng đến như vậy. Bà. Nè, bình tĩnh đi. Tất cả chúng ta đều là người văn minh, không cần phải làm những cái chuyện giống như hàng cá hàng tôm, hành xử kiểu chợ búa như vậy. Bình tĩnh, uống nước đi. Lý Văn Sỏi, mày đã thắng, mày đã có được số tài sản này, nhưng mày phải hứa sẽ buông tha cho con gái tao là Cập Thư. Nó nhẹ dạ cả tin, nó luôn coi mày là người anh đáng kính của nó. Dù cha nó có để lại gia sản hết cho mày, nó cũng không bao giờ trách móc. Vậy còn một chút lòng tự trọng, tao muốn mày hãy tha cho nó. Cầm Thư vừa đẹp người lại vừa đẹp nết, tôi thương cổ còn không hết, lấy đâu ra mà hại cổ chứ. Bấy lâu nay vì cái vỏ bọc ruột thịt này, tôi chưa có dịp bày tỏ cùng cổ. Bà cứ yên tâm ra đi, tôi sẽ chăm sóc đặc biệt cho Cầm Thư. Sỏi, mày là loài cầm thú. Mau lên, gọi đốc tờ, người đâu? Má tôi bị tâm thần, lấy dao đâm tôi rồi tự té, đập đầu vô ghế. Rất tiếc chúng ta đã không kịp cứu bà. Cô cũng có mặt ở đây lúc bà ta lên cơn điên đúng không? Đây là mạng người đó, anh bị điên rồi. Không, bà ta mới là người bị điên. Bà ta đang được điều trị bệnh tâm thần tại nhà, nhưng khi bà ấy lên cơn thì không ai kiềm chế được, cho nên mới sinh ra sự việc đau lòng như vậy. Có đúng hay không? Tôi chính là nạn nhân của bà, giấy tờ đã được công chứng với tên tôi. Mai ra khi tôi chết, Võ Cầm Thư mới là người thừa kế hợp pháp, còn cô cho đến lúc này vẫn chưa được ông Võ Kim Phàn công nhận. Vậy thì tôi có chết cô vẫn không hưởng được một đồng, cô nghe chưa? Hồng Xuân, Dũng Linh, anh về hồi nào vậy? Tôi thấy trong bụng nóng quá cho nên tôi bắt xe về. Mà trong nhà đám tang của ai vậy? Dạ, giờ Cầm Thương lo đám tang cho má của cổ. Em không biết là liệu cổ có chịu ra đây gặp anh không? Trời ơi, chuyện lớn như vậy mà sao tôi không hay biết gì hết vậy? Cầm Thư khỏe không? Dạ. Cầm Thư thương má mình như vậy chắc là sẽ rất khó khăn với cô ấy. Cũng hơi bất ngờ, nhưng mà Cầm Thư cũng ổn anh à.
Trong lúc này mà tôi hỏi thì cũng hơi kỳ. Nhưng Hồng Xuân có đưa thư của tôi cho Cẩm Thư không? Sao tôi không thấy Cẩm Thư trả lời vậy? Dạ có chứ. Em mà nhận được thư của anh á là em đưa cho Cẩm Thư liền. Cẩm Thư đọc rồi nhưng mà nhất quyết không chịu trả lời thư anh, cho dù em có năn nỉ Cẩm Thư hết sức. Mà Cẩm Thư nói á là dạ hai người tính cách quá khác biệt với nhau, nên giờ dù có miễn cưỡng ráp lại thì sau này hai người cũng sẽ càng thêm rạn nứt. Cho nên thà đau một lần thì thôi. À, anh Dũng Linh à, hay là để em vô trong nói với Cẩm Thư biết là anh tới nha. Thôi, không cần đâu, tôi biết tính của Cẩm Thư mà. Cô ấy đã quyết vấn đề gì thì khó thay lòng lắm. Tôi đứng đây xá bắt gái ba xá rồi tôi đi, nhưng thật lòng tôi không muốn làm Cẩm Thư buồn lòng. Dạ. Tôi đi nha. Dạ. Dũng Linh, Dũng Linh à. Bác giật mình chứ. Tôi tìm cậu mấy tháng nay mà không có gặp. Bữa nay gặp cậu ở đây thiệt là mừng quá. À này cậu, cậu còn làm trạng sư hay không? Dạ không, con bị phạm luật cho nên bị treo bằng mấy năm. Trong mấy năm tới con không làm trạng sư nữa. À, vậy cậu với Cẩm Thư? Cẩm Thư với con vốn chỉ là bạn thôi. Bộ bác cần gì sao? Không có gì. Nhưng mà tôi biết cậu là người tốt, nhưng hiện bây giờ tôi không cho cậu biết được. Nhưng mà cậu cho tôi biết địa chỉ của cậu đi, có gì cần tôi kiếm cậu. Trong đây có địa chỉ của con. Cảm ơn cậu nha. Dạ. Chào cậu. Đi. Đám của má mới xong rồi, cả nhà mình bây giờ mới đủ bình tĩnh để nói chuyện với nhau. Em cảm ơn anh hai. Mấy ngày nay tất cả mọi chuyện trong gia đình, tan gia của gia đình mình, chỉ có một mình anh hai gánh vác hết. Bình thường em cứng rắn lắm, ai ngờ đụng chuyện vô em sủi lơ hết, không có lo được chuyện gì cho cha má. Má là má của anh em mình, đây cũng là đạo hiếu của anh em mình, chứ đâu phải riêng gì của anh đâu. Sản nghiệp hôm nay đầy đủ mọi người, cho nên anh muốn nói tới chuyện phân chia trong nhà của mình. Cẩm Thư à, em cũng đã lớn rồi, cho dù có đau khổ gì đi nữa thì cũng phải quay lại để mà làm ăn sinh sống. Thư à, em phải nhớ tụi mình cũng có cha, cha rất cần được chăm sóc đặc biệt. Còn một chuyện này anh chưa kể với em. Vì má mới mất nên trong nhà mình rối loạn lên. Cha trước khi đột quỵ đã nhờ người làm di chúc phân chia tài sản cho một mình anh. Anh nghĩ cha lo lắng sau này em đi lấy chồng, tài sản nhà mình bị chia sẻ cho người ngoài. Thật sự mọi chuyện anh không hề hay biết, cho đến khi trạng sư của cha tới nhà đưa giấy tờ cho anh con. Thư à, em đừng bao giờ giận cha trọng nam khinh nữ nha, nghe em. Em đọc đi. Anh hai, nếu đây thực sự là nguyện vọng của cha, hai anh em mình nhất định phải tuân theo. Thư à, nếu như
em không ưng thì để chuyện gia đình mình thư thả một chút, anh sẽ nhờ trạng sư tính chuyện này lại. Không cần đâu anh hai. Tính ra cha chia vậy cũng đúng. Phần em là con gái, em lấy chồng rồi là hết. Còn anh thì khác, anh là con trai, cả cái gia sản này một mình anh gánh vác và chèo chống. Em thật sự nghĩ là gia đình mình rất là may mắn, bởi vì ít ra cha cũng nghĩ được tới chuyện tương lai và còn để lại được cái bản di chúc này. Chứ đâu có ngờ lúc cha nằm xuống. Còn bác, bác hai thấy sao? Bác biết chuyện gì đâu mà ưng hay không ưng chứ. Mà thằng Kim Cẩm là con trai duy nhất, theo lý là nó hưởng hết. Nhưng mà cũng còn tình nữa chứ. Cầm Thư cũng là con cái ruột của ổng chứ đâu phải là người ngoài đâu. Bác hai, con không cần gì hết á. Em cứ để bác hai nói. Bác hai nói rất đúng. Nhưng lúc nãy con có nói, thật sự con không hề biết chuyện này. Cho đến khi trạng sư mang giấy tờ qua cho con, trên tờ giấy có chữ ký của cha lúc cha chưa đột quỵ, và còn có chữ ký của má làm chứng nữa. Nhưng mà em cứ yên tâm đi, em là em gái của anh, là một đứa em gái mà anh yêu thương nhất. Anh sẽ để lại 200 mẫu ruộng cho em, cộng thêm mấy căn nhà ở dưới miệt nữa. Dạ em. Nhưng mà ý của cha là Nè Cầm Thư, anh hai của con đối với con tốt ghê chưa. Mau cảm ơn anh hai con đi con. Nhưng mà ý của cha là thôi nè, chuyện tài sản mình đã nói xong hết rồi. Bây giờ bác hai muốn nói chuyện của cha hai đứa. Từ ngày má bầy chết, cha của bầy trầm hẳn xuống, không có chịu ăn uống gì hết. Còn cô Hồng thì không biết cô bỏ đi đâu mất biệt. Theo bác thấy thì cha của bầy ở trong căn nhà này nè, ổng ngó gì cũng thấy kỷ niệm hết, cho nên ổng buồn. Nên bác nghĩ là hay là dọn ra nhà khác đi, rồi cái hoàn cảnh mới sẽ làm cho cha của bay thấy đỡ buồn hơn. Nhưng mà chỗ này họ hàng, bạn bè với người làm ăn quan hệ trong tiệm tới lui quen rồi, mình đổi qua chỗ mới rất là bất tiện. Thì bay ở đây, bác chỉ đưa cha của tụi cháu đi thôi. Mỗi ngày hai đứa chịu khó ghé qua thăm ổng, có vài bước thôi mà. Cứ quyết định như vậy đi. Con thấy ý bác hai đúng đó. Con sẽ qua bển cùng với bác hai chăm sóc cho cha con. Không có được. Tại sao lại không được chứ? Bên đó có hai người đàn ông, doctor, y tá. Ngoài ra đâu có ai chăm sóc được cho em. Em lớn rồi, em tự lo cho em được, em không cần ai chăm sóc cho em hết đó. Không có được, nghe lời của anh đi, tiểu thư của anh à. Ở đây đi, đi ra đi vô còn có hai anh em, nhà có hơi người, rồi bàn thờ của má ở đây, ai đâu mà lo. Đúng đó con. Bác đưa cha tụi bay đi cho cha bay đỡ buồn thôi. Chừng cha bay nguôi rồi thì bác đưa cha bay trở về lại. Mà ở đây cũng gần mà, hai đứa ghé thăm ông vài bước là tới thôi, chứ ở đâu đâu xa. Vậy đi con. Dũng Linh, câu đây là chưa ngủ cả đêm hay là thức dậy quá sớm? Nhìn là biết cậu lại không ngủ nữa rồi. Thân thể da thịt chớ có phải bằng đồng bằng sắt đâu, mà có thể thức cả một tuần liền. Người ta nhìn vô cứ tưởng mo là ông chủ lại đi bắt nạt nô lệ không chừng. Ngày chủ nhật này là buổi đấu giá lớn nhất trong năm, tôi không tranh thủ thì sẽ không kịp thời gian. Buổi đấu giá này cũng quan trọng, không thể xảy ra bất cứ trục trặc nào. Bữa đó cậu phải tòa trấn cho mo, có cậu ở đây mo cũng an tâm rồi. Dạ thưa thầy, cháu của thầy đây ạ. Cứ để đó đi. Dạ. Dạ anh chào thầy.
Nếu mà ông thấy đói thì ông cứ ăn trước đi. Một lát nữa tôi ăn tô sau cũng được. À, vậy để mua ăn trước nha. Ừ. Có bị làm sao không? À, không sao không sao. Mo đi đây một lát. À, Mo ổn rồi. À. Sức khỏe cũng tốt, không biết sao bị như vậy, chắc tại tô cháo. Mo đi giúp. Dạ, thưa thầy. Tô cháo này cậu mua ở đâu vậy? Dạ, ngoài cửa có người mang tới. Thầy dặn nên người ta mang tới cho thầy. À, thôi được rồi. Dạ. Dạ thưa thầy, ông chủ sai thầy tới nhà kho có một lô hàng mới. Nhưng mà tôi đang bận làm gấp cái này rồi. Dạ, giờ sao thầy, trong tiệm bây giờ không còn ai hết, chỉ còn một mình thầy à. Thôi được rồi. Dạ. Xong rồi. Mày ở đây canh chừng, làm sao cho nó không đến được buổi đấu giá ngày chủ nhật. Thì lúc đó ông Bảnh sẽ tự động đuổi việc nó thôi. Dạ, em biết rồi. Dạ thầy. Có tìm được cậu ta không? Thôi, đi ra ngoài đi. Dạ. À, ông Bảnh, cậu tới đúng lúc quá. Mau ngồi xuống đây, tôi có chuyện này muốn nhờ kể cậu. Thank you.
mừng ông nha. Xin chào. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn. Dũng Linh, tại cậu biến mất, tôi tìm hoài không thấy cậu nên buộc lòng phải tìm người thay thế cậu. Tôi bị người ta hãm hại thì phép vua phải thua lệ làng. Buổi đấu giá không thể chờ cậu. Mo không cần biết đã xảy ra chuyện gì với cậu, nhưng làm việc tắc trách thì Mo không thích. Ngày mai cậu không cần đến đây làm nữa. Đồ vật quý giá cỡ nào cũng là vật chết, sinh mạng con người mới là quan trọng hơn. Tôi vẫn tin tưởng vào điều đó. Chào ông. Má. Con. Bệnh ho của má vẫn chưa giảm sao? Con có dặn má rồi, má cứ uống hết mớ thuốc bắc đó đi rồi con sẽ mua thêm. Con à, má ngoan lắm nè. Con dặn má cái gì má tuân lệnh làm theo răm rắp, má đâu có quên. Tại con lo cho má cho nên con mới càm ràm. Hay là má chê con càm ràm quá rồi má chán? Không có đâu. Con nè, sự sống cái chết giờ đối với má nó nhẹ nhàng lắm. Má được gặp lại con, rồi được con tha thứ, về sống ở đây lại hằng ngày được gặp bạn bè cũ trong nghề, vậy đối với má là nhẹ lòng lắm rồi con à. Sống ở đời chứ mà đòi hỏi nhiều quá thì không tìm được hạnh phúc đâu con. Má kỳ ghê vậy đó, cứ nhắc mấy cái chuyện sống chết hoài à. Hôm nay con có mang tới mấy cái món đồ ăn mà má thích nè. Ủa, mà bữa nay thứ hai sao con lại xuống được vậy? Hay là tại con thấy con có hợp với nghề đó cho nên con xin nghỉ rồi. Vô nhà còn đổ cái nón lụp xụp à, tháo ra coi. Cái thằng này nói không nghe gì hết. Dạ. Ủa, sao con? Con bị gì vậy? Thôi, má cũng biết con không phải là cái đứa hay gây sự. Nhất định là có người gây sự với con, có đúng không? Chỉ có má mới hiểu hết con trai của má thôi. Má còn lạ gì ba cái chuyện này, ma cũ ăn hiếp ma mới nữa. Hồi xưa má mới vô nghề, còn nhỏ má bị người ta sai chạy có cờ luôn. Riết lâu lâu mới được ra ngoài cho lên sân khấu hát vài câu. Trời ơi, biết vậy con xin má truyền nghề cho con ma mới này sớm rồi. Cái thằng cha bay. Vậy bây giờ con tính làm gì? Con chưa biết nữa, từ từ rồi tính. Cùng lắm ra ngoài cảng làm cu ly. Đâu có được. Con trai của má thì phải làm ông biện, ngồi ở trong văn phòng, chứ sao làm cu ly được đó. Con nè, nhà của cha con ít người xưa nay, trong đây là địa chỉ của người anh họ xa, tên ông Trần Phước Đằng, nhà ở Chợ Lớn. Đâu con coi tới đó hỏi thăm thử coi, rồi nhờ người ta giúp đỡ kiếm công ăn chuyện làm cho con. Thôi, con kiếm từ từ cũng có việc mà má, nhờ giả người ta con không có quen lắm. Cái thằng này, biết là hồi nào giờ con không biết thì thôi, chứ giờ má nói cho con nghe rồi thì con phải ghé qua nhà hỏi thăm chú một tiếng cho phải đạo con cháu chứ. Người ta giúp thì mừng, còn không giúp thì thôi, chứ can chi mà con không chịu quen nhờ giả, rồi con không chịu ghé thăm chú con luôn sao? Dạ, má dạy phải, con nghe. Nè, mày đi khỏi đây cho tao. Hả?
Tao cho vay á, nức tiếng ở cái khu chợ lớn này nè. Nhưng mà tao theo đạo Phật, tao cho vay cũng là tao tích phước, ai khổ ai khó tới đây là tao giúp đỡ. Còn cái thứ mà lưu manh ăn dầm nằm về như mày á, định qua lừa tao đó hả? Đừng có mơ. Cậu là ai? Định qua nói giúp nó đó hả? Dạ không, con là con của ông Trần Văn Dũng, nhà ở dưới cái cùng Bạc Liêu. Hả? Con anh Dũng ở Bạc Liêu đó hả? Trời dạ. Ơi. Trời ơi, sao tới bây giờ con mới tới? Trời ơi, đẹp trai quá trời à. Giống hệt anh Dũng hồi đó hả? Con coi đi con. Gặp được dạ. Con thấy mừng quá. Hồi này con sao? Con ở đâu? Vợ con gì chưa? Dạ, con hồi đó có học trên Sài Gòn. Cha con mất sớm, con đâu có biết đâu mà tìm thím. Địa chỉ ở đây cũng là do má con cho. Má con dặn là phải tới đây để thăm chú thím. Sao tới giờ con mới tìm thím? Rồi má con đâu? Dạ, má con đang ở trên chùa, dành cho những đào kép già ở ngoài ngoại ô á. Dạ, con ở đâu? Dạ, con mướn một căn nhà nhỏ trong hẻm. Đi 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 đi, con đi theo thím. Đi dọn đồ đi con. Dạ, dọn đồ chứ gì thím? Thì đi dọn qua đây ở với thím. Bây giờ con tìm được thím rồi, nhà thím đó hả? Ngó lên không bằng ai, nhưng mà ngó xuống không ai bằng thím mà nha. Sao con không chịu về ở với thím mà lại mướn ở bên ngoài? Thiên hạ biết có người ta quở thím chết đà. Dạ thôi, con ở chỗ đó cũng quen rồi. Con cảm ơn thím đã thương con. Đâu có được nè. Ôi cha, thím bây giờ già yếu rồi nên hay bị đau đầu lắm trời ơi. Phận con cháu á, con phải ở đây để mà con chăm sóc thím. Ôi trời ơi, thím bây giờ đau yếu vậy mà con chịu qua chăm sóc thím à? Thím mạnh liền, thím mạnh giỏi liền. Con hứa nha, con hứa chịu qua ở với thím nha. Ôi trời ơi, sao mà nó đau đầu quá vậy đó. Dạ 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 dạ, thôi thôi được rồi thím. Con sẽ qua đây ở để nuôi bệnh thím cho mạnh nha. Vậy mới được chứ. Đi 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 đi, đi theo thím đi. Dạ. Đi con. Đi. Thư. Ủa anh hai. Nè, anh tặng cho em nè. Anh mới mua luôn á. Nè, sao tự nhiên bữa nay anh hai tặng hoa hồng đỏ cho em chi vậy? Ủa, thì hồi nãy anh nói thấy đẹp quá nên mua tặng, chứ không phải phụ nữ tụi em thích bông hồng sao? Chắc tại anh hai của em khờ quá nên không biết chuyện này hả? Anh hai, anh không có được tặng hoa hồng cho em gái đâu. Anh có biết là cái loại hoa hồng này từ xưa tới giờ, nhất là loại hoa hồng có màu đỏ này á, là nó tượng trưng cho tình yêu mà. Kể cả văn hóa phương Đông cũng vậy, văn hóa phương Tây cũng vậy nữa. Từ xưa tới giờ, hoa hồng, nhất là hoa hồng đỏ nữa, nó biểu tượng cho một tình yêu, một tình yêu rất là mãnh liệt. Còn giữa anh em mình, anh hai không được tặng hoa hồng cho em đâu, người ta cười chết đó. Ủa vậy hả ta? Anh khờ ghê luôn á. Vậy mà anh thấy đẹp quá nên anh tặng, mà đâu có biết nó mang ý nghĩa gì. Đúng là nhà quê mà. Thôi cảm ơn cô giáo đã chỉ bảo ha. Thôi về đi, lỡ mua rồi cô giáo nhận giùm đi, cho đừng có phụ lòng anh hai. Không được đâu, kỳ cục lắm. À không ấy, anh hai mua ở đâu? Anh hai đem trả cho người ta đi. Đang đi bộ ngoài chợ nè, thấy nó bán dạo nè, đẹp quá mua về, đâu biết nó ở đâu đâu mà trả. Thôi em nhận đi, anh lỡ mua rồi. Lần này thôi, anh hứa rút kinh nghiệm, mai mốt không mua nữa. Nếu mà anh hai lỡ mua rồi thì thôi em nhận. Nhưng mà anh hai nhớ nha, một lần này thôi nha, không có lần thứ hai đâu đó. Người ngoài mà biết hả, người ta cười gia đình mình chết luôn á. Thôi anh nói nghe nè, đừng có bàn vụ này nữa. Em vô thay đồ đi, anh dẫn em lên Sài Gòn đi chơi. Sao tự nhiên anh hai lại muốn đi Sài Gòn? Đi Sài Gòn chơi đi, để nó đổi không khí.
Em không đi được đâu, chắc là anh đi một mình đi. Bây giờ má mới mất, em phải ở nhà để lo nhang khói cho má chứ. Bây giờ anh hai nói mà em không nghe phải không? Em cứ ru rú ở trong nhà biết. Từ ngày má mất, em không chịu đi ra ngoài, rồi sanh bệnh thì sao? Cập Thư à, bây giờ vậy nè, sẵn có dịp anh lên Sài Gòn để công việc, đưa em đi ra ngoài đổi gió, đi ra ngoài cho thông thoáng, không cần đem theo cái gì hết. Lên đó anh hai dẫn em đi mua sắm. Thôi, nghe anh hai một lần đi ha. Cầm Thư. Hồng Xuân. Có chuyện gì vậy? Hồng Xuân về rồi. Thiệt là may quá. May quá à. Hồng Xuân mới về hả? Ừ. Tự nhiên anh hai mình nổi hứng rồi đi Sài Gòn. Nè, hay là Hồng Xuân đi với mình nha. Đi với anh em mình cho vui nha. Đi đi mà. Được. Vậy để Hồng Xuân đi với anh em mình nha. Ừ. Nè, chờ mình vô thay đồ. Em vô thay đồ trước nha. À. Nè, anh nghĩ sao vậy? Anh nghĩ sao mà anh dẫn Cầm Thư lên Sài Gòn? Lỡ lộ mánh rồi sao? Mắc mớ cái gì mà tôi phải sợ? Bây giờ tôi danh chánh ngôn thuận, tôi làm chủ tất cả, tôi muốn đi đâu tôi đi. Đúng không? Mệt. Thím không biết chữ nên thím đánh dấu. Nhưng mà con đừng coi thường à nha. Thím nhớ hết đó. Ừ. Đây nè, chỗ này ghi nè: bà Bảy bán dịch, thiếu 10 đồng 7 cắt. Ngày 20 mỗi tháng thu sâu. Hồi trước á, chú con còn viết giùm thím. Sau này á, ổng lo làm công việc của ổng, không có thời gian nữa, cho nên á, thím tự làm luôn. Nếu thím muốn, con có thể sửa lại sổ sách cho thím mà. Như thím có 2 quyển, một quyển ghi chữ, còn một quyển ghi ký hiệu. Để khi nào mà thím không có ở nhà, chú có thể mở ra coi cũng được. Được dạ, con. Dễ lắm. Vậy thì thôi, con dạy cho thím đi. Dạ đây. Thím cứ ghi như vậy nha. Chào bà chị. Chào thầy ký giả. Dạ, mời thầy ngồi. Lâu quá rồi không gặp thầy. Chồng tôi nhắc thầy miết hà. Chồng của bà chị nhắc mo hay là bà chị nhắc mo? Mo nhớ mấy chục bạc mo mượn của bà chị, mo đã trả đủ cả vốn lẫn lời rồi đó. Phải. Dạo này chắc thầy ký giả mừng ăn phát tài lắm phải không? Cho nên lâu rồi tôi không có thấy tới đây. Tôi cũng mừng cho thầy mới phải. Mo có phát tài đâu, nên hôm nay mo mới qua đây mượn bà chị mấy trăm bạc nè. Hồi nãy ở ngoài nghe bà chị ăn nói sang sảng, bà chị khỏe mạnh, mo vui quá. Đây là ký giả Minh Chiếu của tờ Nhật Trình Tia Chớp. Thầy đây giỏi lắm nha, còn trẻ mà nổi tiếng, không ai mà không biết tới bài của thầy. Tôi hay đọc báo Tia Chớp, thấy thầy biết, nhưng mà hôm nay mới gặp tận mặt, đúng là vinh hạnh cho tôi. Cậu là? Dạ, tôi là Dũng Linh, mới tốt nghiệp trường luật năm vừa rồi, nhưng mà cho tới giờ vẫn chưa có việc làm. Tới giờ vẫn chưa có việc làm hả? Đứa nhỏ này nó nói chuyện chậm lục, chứ nó học nghề nhanh lắm đó thầy. Trong tòa sản có cái công việc nào thầy cho cháu nó làm, thằng nhỏ nó có chữ có nghĩa mà nó làm cu ly thiệt là uổng đó đà. Thì chữ nghĩa trong tòa soạn rất là quan trọng, nhưng mà ôi chú cha, tự giờ lo nói chuyện mà quên mời thầy uống nước. Dũng Linh, con xuống dưới kêu đứa ở rót nước cho thầy uống thanh nhiệt nha. Dạ, thầy đợi một chút. Dạ, xin gửi thầy. Nhờ thầy giúp đỡ giùm cho cháu nó. Để mo lo. Dạ, nhờ thầy ráng giúp giùm. Nó thất nghiệp bữa rày ngồi chùm hum, cũng tội lắm. Thầy quen biết nhiều, thầy ngó dọc ngó nghiêng, coi có chỗ nào thầy giúp giùm. Tôi biết ơn thầy lắm. Lời thím tôi, thầy ký giả nghe cho vui chứ đừng có để bụng. Tại thím thương tôi cho nên sốt ruột nói như vậy thôi. Thanh niên gặp chuyện mà không gấp gáp gì cậu thì là hiếm có. Thôi, chờ tin của Mo đã. Dạ, thầy.
thầy đi. Con biết không, thím cho nó biết bao nhiêu là tiền, vậy mà nó cho con làm ở trong một cái xưởng in á, công việc có chút xíu à, ồn ào mà mùi mực thú quắc à. Thôi con cứ làm tạm ở đây đi, nếu mà không ổn á thì thím sẽ đi tìm chỗ khác cho con. Thôi được rồi thím, con thấy công việc ở đây cũng tốt mà. Có được không con? Dạ được, bây giờ thím về đi, con vô nhận việc nha. Vậy thôi con ráng làm đi ha. Dạ. Chú ơi, có việc gì cho tôi làm không? Ở đây không có thiếu người. Để tôi nói cho cậu biết, tôi không quan tâm tới chuyện cậu quan hệ với ai bằng cách nào. Tôi chỉ quan tâm tới chuyện cậu có hữu ích hay không. Nếu mà ăn hại á, tôi đuổi thẳng cổ. Ngồi xuống đi, để tôi ra coi có ai rảnh kêu vô chỉ cho cậu. Dạ. Có bị ông Ba Trị ông gọi không? Ở đây á, ai cũng bị ông gọi hết trơn á. Ông nổi tiếng là ông Ba Trị mặt sắt, lúc nào á ông cũng bắt bẻ từng chút từng chút. Hôm bữa thằng Chí nó làm sai có một chữ thôi mà ông đòi đuổi thẳng cổ. Ừ, bởi đâu ai muốn ngồi với ông đâu, ông cứ đi đi về về một mình thôi. Ừ, nhưng mà ở đây ông là lớn nhất. Ừ, nghề in có một mình ông nắm, không chịu chạy nghề cho ai, tụi mình phải nghe lời ông thôi. Đúng rồi. Sao nói chuyện không vậy? Sao không chỉ dạ. Việc cho cậu ấy làm? Dạ dạ. Làm lẹ đi. Thôi làm việc đi. Dạ. Xếp báo lại. Dạ. Bây giờ mình xếp mấy tờ này lại hả? Ừ. Thơm quá. Thầy. Hả? Gì thầy? Sao với em liều lĩnh vậy? Hả? Sao hẹn gặp bò ở chỗ này vậy? Trời ơi, ở đây đồng không mông quạnh, có ai đâu mà thầy lo. Bây giờ lỡ nếu như gặp người quen á, cũng có sao đâu. Người ta nhìn vô tưởng hai thầy trò mình nướng cá ăn thôi. Dù gì cũng phải hết sức cẩn thận. Chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi thì cậu biết hậu quả như thế nào không? Biết rồi. Thầy. Ừ, nè. Sao cây này ít hơn lần trước vậy? Em còn chưa thuyết phục được ông già ký tên nhượng gia sản. Thầy thông cảm đi, với lại trong tiệm nó nhiều người lắm, buôn rút tiền cũng khó nữa. Không phải cậu còn cái sòng bạc hay sao? Đồ tham lam, cái cu quỷ gì cũng muốn nhúng tay chia tiền hết. À, dưới Cà Mau nghe nói có thằng trọc phú mới nổi, bỏ tiền ra xây cái sòng bạc á, bữa chà bá luôn. Cho nên đám con nghiện cờ bạc rủ nhau xuống dưới chơi, cho nên sòng bạc của em nó ế quá. Đã vậy á, còn chia lại cho ông chủ buôn lúa gạo nữa. Thôi thằng nghèo kể khổ với mò không có tác dụng đâu. Mò biết hết đó. Lần tới không có như vậy nữa. Nếu không, cả chúng ta đều mất hết. Thầy mình chưa mất cái gì đó. Hai sáng. Đâu có mất cái gì. Về hồi nào mà không báo cho mò biết. 2 năm rồi ha. Sao rồi, khỏe chứ? Chú em này có phải mà lúc trước ông dẫn qua chỗ tôi không ta? Ừ. À. Đúng là về Sài Gòn mới thấy được lòng người. Ở dưới miệt móc meo, tôi buồn muốn chết. Nếu tôi mà biết thằng nào hại tôi biệt xứ 2 năm, tôi thiến thằng đó. Thôi, chuyện qua rồi bỏ đi. Ủa, sao bữa nay gặp được ở đây hay vậy? Gặp hai người tôi quên mất. Đứa em gái tôi đang chờ bên ngoài, nó đòi đi chơi, nó đang thất tình. Em gái ruột hay là em gái nuôi? Bậy, là em gái ruột. Đợi chút tôi dắt nó vô. Ừ. Chờ chút ha. Nè, thằng này không phải người tốt, đừng có dính vô. Anh hai. Thôi, sẵn gặp mấy anh mình ra làm một bữa đi ha. Mình đi. Mời cô. Nghe tin gì chưa? Chưa. Ông Ba Trị bị xe đụng gãy chân. Hả? Hả?
Kiểu này chắc phải vào nhà thương rồi. Đúng rồi. Ừ. Chi phí chắc nhiều lắm. Không ấy, anh em trong xưởng mình coi gom góp mọi người một ít giúp cho chú ấy đi. Ờ. Tôi giờ chỉ có bấy nhiêu đây thôi, tôi đóng góp cho chú ba. Ừ. Tôi còn có một đồng mà, anh cầm đi, tôi ủng hộ cho chú. Ờ. Bây giờ mấy anh em mình đi tới mấy cái phân xưởng khác đi, mình quyên góp tất cả mọi người để phụ cho chú ấy. Ờ, mình đi mình liền đi. Ờ đi. Từ từ thôi anh. Giờ có chân bậc thang. Rồi, cẩn thận. Dạ, chào chú ba. Cậu. Chào cô. Dạ. Hiện giờ máy móc ổn hết chứ? Dạ, không trục trặc gì hết, vẫn chạy tốt mà. Thảo vô chăm dạ, giùm được. Anh bình trà. Anh ngồi xuống đây đi. Làm cho anh bình trà ngon nha. Dạ. Hôm nay con mang quỹ đóng góp của mấy người trong xưởng tới cho chú nè. Chú cứ nhận đi. Số tiền này lớn lắm, bằng mấy tháng lương của anh em lận. Tôi không thể nhận. Không sao đâu, con một thân một mình không có gì phải đáng lo. Chú cần lo sức khỏe của mình trước đã. Dạ. Dạ cảm ơn. Trà đây anh. Cậu. Dạ mời. Mời cậu dùng nước nha. Cầm đi cậu. Cảm ơn cô. Anh quên giới thiệu với Út Thảo. Cậu Dũng Linh đây, làm trong xưởng in của anh đó. Dạ. Cậu ấy giỏi lắm đà. Nghe đâu cậu Dũng Linh từng tốt nghiệp trạng sư đó đà. Trạng sư bị treo bằng. Tính chị chú ba. Sao lại treo bằng? Chuyện này tôi hiểu rồi. Đây là Út Thảo, em gái ruột của tôi. Dạ. Cũng đang làm cho tờ nhật báo Tia Chớp đó, là trưởng ban biên tập đó đó. Không ngờ là cô Thảo lại giỏi vậy đó. Bây giờ á, nó đang bị sếp hăm he, sẽ cho nó nghỉ việc đó. Vì sao vậy? Tia Chớp á, nào giờ mạnh về các bài điều tra, nhưng nay á, là đã giảm mạnh về số lượng độc giả. Bởi vì nhật báo Tân Thời vừa mới ra, tờ đó họ đang đánh mạnh về tâm lý gia đình. Tôi cũng mua đọc hổm rài, thấy họ viết quanh đi quẩn lại mấy bài viết về hôn nhân gia đình, chứ có gì đâu hay lắm đa. Ông chủ bốt đang gây sức ép lên em của tôi, bắt nó bằng mọi cách phải đánh bại đối thủ. Mỗi ngày tôi đọc mấy trăm thư cộng tác viên, mà cái nào cũng lặp đi lặp lại lối cũ, không có gì tươi mới hết. Tôi có ý này. Hả? Cậu nói nhanh đi. Tôi đã từng làm việc cho hãng luật. Tôi thấy những câu chuyện thực tế trong pháp định rất là thú vị. Mà còn hữu ích cho người dân có thêm kiến thức về pháp luật. Nếu như cô muốn, tôi có thể ghi chép lại vài vụ án thú vị mà tôi đã từng gặp qua. Cậu đợi tôi chút nha. Này cậu uống nước đi, đợi nói chút. Dạ, cảm ơn chú ba. Dạ, cậu, tôi thấy ý kiến cậu hay đó. Cậu viết vô đây giùm nha. Em cứ để từ từ cho cậu ấy viết. Bữa nay á, cậu ấy qua thăm anh, chứ chi em đã hù cho cậu ấy sợ rồi, lỡ cậu ấy về sao? Dạ không sao, nếu như cô Thảo gấp như vậy thì tôi sẽ viết liền. Dạ, tôi cảm ơn. Ý hay anh ha. Chỗ này là chỗ xếp khung vào. Dạ. Dạ. Phải làm hết sức cẩn thận, kẻo làm lắm mực qua mặt sau. Dạ, dạ. Chỉ có những người nào có kinh nghiệm mới biết cách không thấm. Nên mấy dạ. chú nhìn kỹ chỗ này. Chỗ này nè. Rồi đó, đi làm thử đi. Dạ, dạ. Thưa chú con đi. Mình đi. Nè, cậu ngồi xuống đi, tôi có chuyện nói với cậu. Dạ. Cô Thảo nói bài báo của cậu viết vừa qua rất được độc giả hoan nghênh, nên giới thiệu cậu vô tòa soạn. Đây là cơ hội cực tốt cho cậu. Cảm ơn chú và cô Thảo nhiều lắm.
cậu không thuộc về nhà in bụi bặm và ồn ào này, cậu nên đi nhanh đi. Dạ. Mời cậu ngồi. Dạ. Hai kỳ đầu á, cậu viết bài đã giúp Nhật Trình bán sạch, phải in lại lần hai lần ba, cho nên ông chủ đặt cách mời cậu vào đây làm ký giả. Anh ba tôi á thì cứ làu bào bảo tôi á là cướp đi trợ thủ đắc lực của anh ấy. Nói vậy chứ anh em tôi á đều mừng vì cậu có được việc làm tốt hơn ở xưởng in. Dạ. Chào cô Thảo. Dạ chào thầy. Chào cậu. Dạ chào thầy. Cậu em mới vào nghề, thầy chỉ bảo cho em đó nha. Tụi này đã biết nhau quá rõ rồi đó. Thôi mọi người uống gì không, tôi đi kêu. Uống cà phê sữa nha. Cậu uống cà phê sữa nha. Cậu nè, nên cẩn thận với thằng cha này. Ông cũng từ dưới leo lên trầy trật lắm, cho nên là không ưa những người trẻ như cậu. Ông chủ muốn là cậu trả lời độc giả những câu hỏi đáp về luật, và mỗi tuần cậu chọn ra những câu hỏi hay để mình đăng báo nha. Tôi biết rồi. Quá ra em với anh Dũng Linh cũng có duyên quá ha. Cùng là bà con với nhà ông Phước Đằng. Em nghe gì em nói nhiều về anh lắm đó. À, em hay đọc cái tờ báo Tia Chớp á. Ở trong đó có cái mục ký sự pháp đình á. Trời ơi, ta nói em đọc đi đọc lại cái bài đó riết à. Em thấy ở dưới á là ghi tên Dũng Linh. Hôm nay em gặp anh Dũng Linh ở ngoài, đi song song vậy, em thích quá trời luôn. Cảm ơn cô ba đã có lời khen về tờ báo Tia Chớp. Mà tôi nghe nói là cô ba là con của ông Phán Lược và là em gái của ông Hai Sáng nữa. À đúng rồi, Phán Lược là cha của em á. Với lại gì em nói á, là anh mới lên đây chắc là cũng không có nhiều bạn bè đúng không? Nếu mà anh buồn á thì em có thể dắt anh đi chơi nè, đi ăn đi uống rồi đi nhảy đầm nữa, chỗ nào em cũng biết hết. Cảm ơn lời mời của cô ba nha, nhưng tôi mới về tờ báo Tia Chớp nên cũng ít thời gian. Để khi nào tôi quen công việc rồi tôi sẽ báo cho cô ba hay. Có gì anh cứ báo. Vậy thôi em về, nhà em cũng gần xịt ở đây à, anh cứ làm việc đi ha, em về nha anh. Chào cô ba. Ủa anh không đưa em về hả? Cô ba nói nhà cô ba gần đây mà. Vậy thôi em về nha, nếu khi nào anh rảnh thì ghé nhà em chơi, em đợi ha. Dạ cảm ơn cô ba. Chào anh Dũng Linh. Dạ. Trời ơi, đã lên Sài Gòn rồi mà cứ rú trong nhà hoài à. Ở riết vậy á buồn chết luôn á. Nhưng mà mình thấy mệt trong người quá à. Hay là mình ở nhà ngủ, Hồng Xuân đi nha. Không có được ngủ nha. Nè, nói cho Thư nghe, cứ nằm ở trong nhà như vậy rồi á bệnh chết luôn á. Bây giờ á đã lên tới đây rồi á thì mình phải đi chơi cho đã chứ. Để coi à, Xuân muốn đi ăn chè, rồi mình đi mua sắm vòng vòng, mình đi mua mỹ phẩm nha. Sao mà Xuân sung sức quá vậy? Để mình kêu anh Hai đi chung. Ê, anh Hai đi từ sáng sớm rồi, anh nói là hai tụi mình tự đi đi. Ủa, anh đi sớm vậy đó hả? Xuân đâu có biết đâu, thôi kệ anh đi, để mình đi kêu xe kéo nha. Xe kéo. Dạ. Ê, mình quên cái túi rồi, bây giờ mình vô lấy cái túi, ở đây đợi mình nha. Ê nè, thôi đi, hay là Xuân chờ xe kéo đi, mình không quen chờ, để mình vô lấy cho. Con nhỏ này. Tôi xin tỏ thiệt với cô là nhờ có Cầm Thư nên tôi mới biết vui với sự sống. Tôi cần Cầm Thư lung lắm, vậy xin cô chuyển lời cho Cầm Thư ráng thương giùm tôi. Thương luôn luôn đừng bỏ qua. Nếu ngày nào tôi dòm thấy cổ hết thương tôi thì ngày ấy là ngày cuối cùng của tôi. Xin cô nhắn nhủ với Cầm Thư tình cảm của tôi
và cho cổ hay. Tôi mong tin cổ lắm. Anh Dũng Linh, dạ chào cô. Anh chờ chút nha. Dạ. Ê, có chuyện gì vậy? Sao vậy? Sao mắt Thư đỏ vậy? Đâu có gì đâu. Tại mình thấy nhớ má quá cho nên. Lâu lắm rồi tụi mình mới trở lại Sài Gòn. Ở lại chơi lâu lâu chút xíu nha. Tụi mình sẽ cùng đi coi hát, đi nhảy đầm, đi hết Sài Gòn, đi vòng vòng chợ Bến Thành để gỡ mối sầu cho Cầm Thư ha. Chứ từ ngày má của Thư mất á, mình thấy Thư cứ u sầu ủ rũ như vậy hoài à. Mình cầm lòng không đặng. Nè, Hồng Xuân mãi mãi là bạn tốt của mình chứ hả? Nói cái gì vậy? Con nhỏ này nói tào lao không à. Mãi mãi và vĩnh viễn. Đi, mình đi thôi. Bữa nay thấy Thư đọc giả nhiều mà thằng cha đó không dám chọt vào câu nào. Đúng là trời muốn mưa. À, bên ngoài có cô tự xưng là Ba Kiềm tới kiếm cậu đó. Biết rồi, biết rồi. Tôi đã nói là cậu không có ở đây. Cổ bỏ đi về rồi. Mèn ơi, tuần này cổ kiếm cậu để coi mấy lần ta? Phải nói là hầu như mỗi ngày. Đúng là kiên trì thiệt. Mà nè, được người đẹp như cổ theo đuổi, cậu không siêu thì cũng phải động lòng xíu chứ. Thật ra tôi đã có người trong lòng rồi. Lần sau mà cổ tới, chị tìm đại cái cớ gì cũng được để cổ đi về. Vài bữa nửa tháng tự động cổ chán, cổ bỏ cuộc thôi à. Anh Dũng Linh đang chở ai vậy? Hồng Xuân, tại sao anh Dũng Linh gửi thư cho mình mà Xuân lại giấu vậy? Mình đâu có giấu đâu. Trong phòng của Hồng Xuân, mình đã tìm ra một lá thư của anh Dũng Linh. Ảnh nhờ Hồng Xuân chuyển lời cho mình. Tại sao Hồng Xuân không nói một lời nào hết với mình vậy? Thư à, bình tĩnh lại nghe mình nói nè. Đúng là mình giấu Cầm Thư về lá thơ. Nhưng mà lúc đó dì mới mất, Cầm Thư không ăn không ngủ, kích động hết sức, cho nên mình sợ là đưa lá thư đó ra thì Cầm Thư sẽ không đủ bình tĩnh để đưa ra quyết định đúng đắn. Lỡ Cầm Thư bỏ nhà theo ảnh, làm người cha bán thân bất toại, ở lại buồn lòng. Hơn nữa, bỏ nhà theo trai sẽ làm cho gia tộc chịu nhục nhã, sẽ làm cho mình mang tội với dòng họ. Nên mình cảm thấy có tội với cha mẹ và dòng họ của nhà Cầm Thư lắm. Thư à, Thư, hay là bây giờ để mình đi kiếm ảnh, để nói cho anh biết là Cầm Thư đang ở đây, đang ở rất gần ảnh. Đồng thời cũng xin lỗi vì đã giấu Cầm Thư chuyện này. Để làm gì chứ? Bộ ban nãy Hồng Xuân không thấy hả? Bây giờ anh Dũng Linh ảnh có người khác rồi. Mà một việc mình không nên làm, phá gia can của người khác đi làm gì? Chén nước mà đã đổ đi rồi, có hốt lại cũng không được bao nhiêu hết.
Coi như mình với ảnh cạn duyên. Mình không nên đi kiếm ảnh nữa, vì cho ảnh bận lòng. Cầu xin tình cảm để làm gì? Không tốt, không tốt một chút nào hết. Nói như vậy là Cẩm Thư hết thương ảnh rồi hả? Cái tình của mình đối với anh Dũng Linh, mình tưởng là mình sẽ quên, nhưng mà nó cứ lẫn quẩn trong đầu mình hoài à. Nó không phai lợt được. Mà tôi đi, ảnh bây giờ có người khác rồi. Mình sẽ cầu chúc cho ảnh hạnh phúc. Cẩm Thư trách mình chuyện lá thư, mình cũng chịu sai. Nhưng mà hôm nay mình thấy cảnh này, mình biết là quyết định của mình hoàn toàn đúng. Thôi, thôi đừng khóc nữa. Mình không muốn ở lại Sài Gòn một giây một phút nào nữa. Mình sẽ đón xe về Bạc Liêu ngay bây giờ. Hồng Xuân có muốn về liền với mình không? Nhưng mà còn anh Cẩm thì sao? Ý của mình là bây giờ nếu mà hai đứa mình đột ngột đi về dưới thì anh Cẩm anh sẽ nghĩ sao? Vậy thôi để mình về trước một mình. Hồng Xuân nhắn với ảnh là mình về trước để lo nhang khói cho má. Thưa cha, con mới về. Mày còn coi cái nhà này là nhà mày nữa hay không? Tao có phải là cha của mày nữa hay không vậy? Con mấy năm mới về lại Sài Gòn mà, cho nên tụ tập mấy đứa bạn lại chơi một bữa cho đã mà cha. Tao lạ gì mấy cái đám bạn của mày? Thì biết ăn chơi đàn đúm, có bao giờ biết sống cho ra hồn ra vía gì đâu. Mày mà không phải con tao á, tao đã bỏ mặt mày chết bờ chết bụi từ lâu rồi. Mày đừng có gây thêm chuyện, tao không có hơi sức đâu mà chạy giải quyết những chuyện ba xà ba lách của mày nữa. Tao nói cho mày biết, mày mà còn tụ tập với đám bạn xấu như vậy nữa nha, tao không bố thí cho mày một cắt bạc nào nữa đâu. Phải chi mà tao có đứa con trai á, nối nghiệp cái nhà này, chứ cái hạng như mày làm cha như tao á, thiệt là bất hạnh. Bực mình ghê vậy đó à? Ai chọc cho cô Ba Kiềm giận vậy hả? Đúng là được nước làm tới mà. Em á, em thích người ta mà người ta không thích em. Trời trời, có ai ăn gan hùm mật gấu hay sao mà chê em ba tôi vậy hả? Thôi thôi, đừng nhắc tới cái con người phụ bạc đó nữa đi. Anh hai, dắt em đi chơi đi. Ông già mới là anh không cho anh đi chơi. Ông biểu anh mà còn đi chơi bời thâu đêm suốt sáng thì ông cắt hết tiền trợ cấp nữa kìa. Nếu mà không cho đi á, mình rủ về tụ tập ở nhà mình chơi. Ý tuyệt hảo. Ừ. Để anh hai nghĩ coi kêu ai đây. À, kêu đám người có Kim Cẩm hôm bữa đó. Thằng đó cũng được. Em nói được là được. Được rồi. Mẫn ơi. Dạ. Dạ. Không ngờ thằng nhóc này lại có tiền dữ vậy. Có một cái cơ ngơi hoành tráng giàu có như vậy. Cha của hắn là Phán Lượng, rất giàu có. Giàu có vậy mà nhìn cái mặt của hắn á, khờ khờ hả thầy? Nó không có khờ đâu. Cặp mắt của nó giống như là con chó săn vậy. Cậu phải cẩn thận giữ mồm giữ miệng. Thầy Chiếu. Mời thầy vào nha. Vô đi, vô đi. Thank you.
Chào người đẹp. Anh đấm bóp cho ba cái coi. Ủa, anh hay làm chuyện này lắm hả? Thú thật thì là lần đầu của tôi. Đàn ông nào nếu mà nghe tôi nói vậy cũng sẽ nổi giận đùng đùng. Thực ra có gì đâu mà giận. Được nắm bóp cho người đẹp như cô là một vinh dự của tôi. Hôm nay anh uống với ba Kiều một ly nha. Nè nè, để tôi. Nghe nói phụ nữ thường uống rượu trong hai trường hợp. Một là khi thất tình, hai là khi đám cưới. Đám cưới thì theo tôi được biết là cô chưa lấy chồng. Không lẽ là cô thất tình à? Có ai nói cho anh biết là anh nhiều chuyện quá không? Rượu ngon quá. Mà được tận tay người đẹp như cô rót thì nó lại càng ngon hơn nữa. Có ai nói với cô là cô rất đẹp hay không? Đẹp mà người ta không thương tôi thì có ích gì chứ? Bậy, hết sức bậy. Mình mà không trọng mình thì mong người ta trọng mình sao nữa. Cô ba thì theo phận của cô ba, thiên hạ họ theo phận của họ. Nè, ai mà khen cô ba thì cô ba không cần, mà ai chê thì cũng chả cần quan tâm. Thật ra thì tôi rất là chán đời, bởi tôi thấy cái sự sống của tôi không có ý nghĩa gì hết. Có chán thì mình cũng cứng trí vững lòng, thì như vậy mới là đáng mặt cao thủ. Không biết người ta như thế nào, nhưng trong mắt của tôi, cô ba rất là đẹp. Mời cô ba. Uống về cuộc hội ngộ. Cô ba, để tôi dìu cô nha. Cô ba. Anh Cẩm, anh về rồi hả? Sao ngồi ở đây vậy? Cầm Thư đòi đón xe về Bạc Liêu, em cản cố không được. Mà em cũng lo cho anh, cho nên em ở lại đây để chờ anh. Hồng Xuân à, em cũng biết tôi với em là không thể nào. Em biết chứ. Nhưng mà trinh tiết của em đã trao cho anh rồi. Kể từ đó em không thể nào yêu ai khác ngoài anh được. Em có thể được một vị trí nhỏ nào trong tim anh có được không? Thưa Thiếm, con đi làm. Lại đây, lại đây, lại đây, có cái này hay lắm. Dạ. Nè nè, Thiếm cho con coi cái này hay lắm. Đây là mấy hình của mấy cô con gái độc thân ở trong chợ lớn đó. Con coi á, con chấm cô nào thì Thiếm hẹn ra gặp mặt. Còn nếu con không thích á thì Thiếm kiếm mối khác cho con. Đẹp trai hào hoa phong nhã như con, thiếu gì cô chờ chứ. Dạ thôi, không cần đâu Thiếm, con trễ giờ đi làm rồi, con đi làm đi. Ê ê ê, Dũng Linh. Ê ê, gì kỳ trời. Mấy nhỏ này đẹp mà nó không chịu chọn gì hết. Mấy đêm nay Mo không ngủ được vì Mo đang có một ý tưởng lớn.
Nếu thành công, chắc chắn hai đứa mình vĩnh viễn ấm non. Đây là ông Phát Lược, cha của Hai Sáng và cô Ba Kiệm. Ông này gần 60 tuổi, là cổ đông của một nhà băng lớn nhất nhì Sài Gòn. Ông quá vợ từ lâu, tuy cũng có nhiều mối tình, nhưng mà không ai làm cho ổng động tâm để cưới làm vợ. Chú em cảm thấy gia tài của ông ta có đáng để cho mình đặt cược? Con bạc một ngày mà không đặt cược, tay chừng ngứa ngáy. Chơi thì chơi, sao thầy có kế hoạch gì cứ nói đi, tôi theo. Lần này là một công đôi chuyện, không chỉ là vì gia tài của ổng, mà còn vì Hai Sáng, người đã làm giả giấy tờ cho chú em. Nếu không kéo hắn lên ngồi cùng thuyền với mình, mò lo là ngày sau mất chính kiến, hắn lật mặt cả đám tụi mình, tụi mình sẽ sổ khám đó. Kế hoạch cụ thể thì chưa có, nhưng Mo đã cho người theo dõi nhà ông Phát Lược cả tháng này. Cô đi. Thầy, tại sao thằng này lại có ở đây? Nó là gì của cô Ba Kiệm? Cô ta chết mê chết mệt với khứa trai này. Bộ cậu quen với khứa trai này đã. Hắn hiện là đồng nghiệp của Mo trong tờ nhật báo Tia Chớp. Khứa trai này đang lên như diều gặp gió đó đa. Ừ, vậy à? Nói đúng ra thì khứa này chính là kỳ đà cản mũi của tôi đó đa. Cản đường tôi mới bận rồi. Bị tôi đẩy lăn đi mấy vòng, vậy mà khứa vẫn mặt dày mày dạn nhào vô đây. Không ngờ vận số của hắn ta may mắn, vừa làm chung với thầy, vừa lọt vào mắt xanh của cô Ba Kiệm. Chỉ là một tay thư sinh ẻo lả thôi, không phải là đối thủ đáng gờm. Tập trung vô chuyện chính, giờ ta phải trói buộc thằng Hai Sáng và cô Ba Kiệm. Tiền và quyền cả hai đều không thiếu, chỉ có cách đi theo hướng tình thôi. Cô Ba Kiệm thì dễ thôi. Tốt, bộ gió của chú em so với thằng Dũng Linh thì không bằng, nhưng cũng không đến nỗi mà không có thể cưa đổ cô Ba. Mò đã thấy chú em nhanh chân trước rồi đó. Cứ vậy mà thẳng tiến, chỉ cần làm cho cổ là cưới liền tay. Hai Sáng nổi tiếng yêu thương em gái mình, nếu chú em trở thành em rể của Hai Sáng, hắn phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Vì không lẽ dành mặt chú em để cho em gái mình thành gái không chồng mà chữa. Nếu tính ra thì thằng Hai Sáng này rất khó chịu. Đúng, hắn trơn như lương, không dễ nắm bắt, không dễ để biết nó thích cái gì và ghét cái gì. Mò nghĩ cô em gái khờ của chú em, cô Cầm Thư đó, cũng sẵn sàng tuổi, là xinh đẹp, có học thức. Mò không ngại gắn ghép hai người này đâu. Không được. Đừng nói với Mò là chú em đã chiếm lấy gia tài của người ta, lại còn muốn chiếm hữu cả con người cũ. Chú em thiệt là tham lam đó đa. Đừng tham, có ngày bị lật kèo. Chỉ cần có người tới dụ Hai Sáng là được rồi, đúng không? Mà người này còn phải trung thành với chúng ta nữa, trung thành với lại lợi ích của chúng ta. Sao, chú em có người khác thay thế cho Cầm Thư hay sao? Chính xác, người này tôi đã có sẵn trong tay. Nếu xài người này thì chúng ta chắc chắn nắm bắt 80% thành công. Anh về rồi sao? Anh nói đi, đêm nào anh cũng về trễ hết, trên người á thì toàn là mùi nước hoa Pháp không à. Anh đi với con đàn bà nào hả? Cô có biết người đàn bà thông minh
là người đàn bà phải biết lúc nào nên mở miệng và lúc nào nên ngậm miệng hay không. Nhưng anh là người của em, em không thể nào bình tĩnh khi mà thấy anh đi với các cô gái lạ được. Chúng ta cần bình tĩnh nói chuyện mà không cần tranh cãi được không? Được, anh nói đi. Tôi có ý định lấy vợ. Anh vừa nói cái gì? Anh nói cái gì? Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi và cô không thể nào tiến tới được. Không được, không thể như vậy được. Anh nói đi, tại sao vậy? Không lẽ em không đủ xinh đẹp, em không đủ hấp dẫn anh sao? Nè, cô rất đẹp, cô rất hấp dẫn, nhưng thật sự điều đó chưa có đủ. Tôi muốn trời ơi anh à, em biết là có lúc em chưa tốt, nhưng mà từ ngày mà má của Cẩm Thư mất, em không thể nào mất anh được. Không lẽ anh không có một chút xíu tình cảm nào với em sao? Không phải, không phải là chuyện tình cảm. Cô cũng biết rồi đó, tôi và cô lớn lên cùng xóm. Cô thừa biết tình cảm dành cho kẻ như chúng ta là một thứ xa xỉ. Chỉ có tiền mới mang lại hạnh phúc và sự an toàn. Tôi thích tiền, thiệt là nhiều tiền. Cô biết không, cưới cô không mang lại được nhiều tiền cho tôi. Tuy nhiên, cô cứ an tâm đi, tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi sẽ cố gắng để mà cung cấp vật chất cho cô. Phải, tôi khác thường. Tôi không yêu thương bằng trái tim, tôi yêu bằng cái não. Cô hiểu chứ? Tốt nhất chúng ta chỉ là bạn bè, hoặc là cô chỉ coi tôi như là anh trai. Cô hiểu chưa? Không, em không thể nào coi như anh trai được. Trong bụng của em đã có đứa con của anh rồi. Nghe tôi nói nè, tôi đoán chắc đứa nhỏ này cũng mới có thôi. Nó chưa có hình hài gì hết, nó chỉ đang là một cục máu. Quá dễ, cô có thể đến nhà thương và bỏ nó đi. Anh, những lời như vậy mà anh có thể nói được hả? Nó là con của anh mà. Không được, em không thể bỏ nó. Anh à, làm như vậy mang tội lắm đó anh. Không được đâu. Được, cô nhớ lại hoàn cảnh của má cô đi. Nếu như bây giờ cô muốn bắt chước cho bà ta, ở dậy nuôi con chật vật không nơi nương tựa, thì cô có việc giữ. Dù sao đó cũng chính là quyết định của cô. Em năn nỉ anh, anh hãy nghĩ tới con của anh đi. Nó là giọt máu của anh, nó là con của anh mà. Tình thân đối với tôi không có nghĩa lý gì. Tôi vốn là một thằng bạc bẽo. Tôi khác, khác cha ruột của cô. Tôi sẽ chu cấp tiền cho cô hàng tháng. Cô muốn mang đứa bé đi đâu cũng được, bởi vì tôi cần một tiền đồ lớn hơn. Tôi sẽ lo chu đáo cho hai mẹ con. Cô hiểu cho tôi đi. Hồng Xuân, cô hãy tự dối lòng, nhún nhường tôi đi. Cô biết rõ ràng là cô thông minh và tham vọng hơn bất kỳ một người đàn bà nào khác. Một ngày nào đó cô sẽ thấy hối hận về đứa nhỏ này. Thay vì tiền đồ của cô, tiền đồ cô lớn hơn đứa nhỏ này gấp bao nhiêu lần. Nó là giọt máu của anh đó.
Hồng Xuân, tôi sẽ đưa cô lên nấc thang danh vọng cao nhất. Tôi hứa. Đẹp mặt mày chưa? Anh hai đừng nói nữa. Càng giấu đầu lại càng hở đuôi, làm lố bịch như vậy người ta càng để ý đó biết chưa. Em quên đem theo đồ bịt mặt lại nè. Biết sợ rồi sao? Đúng là gan lớn, chưa chồng mà có chữa. Tao mà biết thằng nào làm, tao kêu người chém chết thằng đó. Nhanh đi. Anh hai này, ông đừng sợ người ta nghe. Thằng đó là ai? Đừng nói là hôm bữa giờ mày lén phén với thằng Kim Cẩm nha. Mệt quá đi, không nói cho anh hai biết đâu. Mà thôi, anh hai đừng có nói này nói nọ nữa. Bụng dạ em đang khó chịu lắm, anh hai cứ trộn rộn hoài. Đi về đi. Ủa anh Cẩm, sao mấy rài không qua kiếm em? Cô ba, chắc là cái thằng này đã làm mày có chỗ đúng không? Sao thầy lại nói hai người sao lại đi chung vô cái chỗ này? Tôi mày không phải không phải là tôi mà anh hai, hiểu lầm sao anh hai đi chứ? Thôi anh hai, thầy bình tĩnh đi, thực sự đây chỉ là chuyện hiểu lầm. Mày nói coi hiểu lầm chỗ nào? Mày nói không đúng, tao kêu người tới đánh mày chứ tao không rảnh mà đánh mày để giơ tay mình. Đây là cô Hồng Xuân, bạn thân của em gái tôi, ở dưới quê mới lên chơi. Thấy cậu đau lăn lộn cho nên tôi lật đật đưa đi đốc tờ. Thì ngay đúng lúc thầy vô cho nên mọi chuyện mới hiểu lầm như vậy. Cậu đau gì mà anh đưa vô nhà bảo sanh? Bộ anh không biết cái chỗ đó là dành cho đàn bà sanh đẻ hả? Hay anh là... Thật sự là tôi không biết. Mọi người cứ bình tĩnh đi. Anh Cẩm, anh đã thành gia thất đâu mà biết nhà thương nhà đẻ. Thật ra thì anh thấy tôi đau lăn lộn cho nên là anh lật đật kêu xe chở tôi vô đó. Ảnh là một người anh tốt, tôi coi ảnh giống như là anh ruột vậy thôi, chứ không có liên quan gì tới ảnh hết. Rồi đốc tờ nói cô bệnh gì? Đừng có nói với tôi là cô bị đau bụng, có bầu đa. Rồi cái thằng này là tác giả của cái thai trong bụng của cô, phải không đa? Trời đất ơi, thầy nói chuyện gì vậy? Cái chuyện mà bộ thầy nghĩ ai vô nhà thương đó thì cũng có bầu hết đa. Mà lỡ tôi có bầu á thì cũng đâu có mắc mớ gì tới thầy mà thầy chen chân vào chứ. Không mắc mớ tới tôi, nhưng mắc mớ đến em gái tôi. Cậu Cẩm, có phải là... Tôi thề đó, tôi mà nó láo ra đường xe cán chết tôi đi. Không, anh đừng có thề. Em tin ảnh, anh hai không biết gì trơn. Nóng ruột, nóng gan, giờ đánh người ta ra nông nổi vậy luôn kìa. Không sao. Mày... Còn cô ba, cô đi đâu mà cũng có mặt trong nhà thương? Anh làm cha rồi. Cô ba nói thiệt hả? Ừ. Hôm nay gặp được cô, tôi thật sự rất hạnh phúc. Nếu thiếu cô, tôi chết mất. Cô ba, khi tôi nghe được cái tin cô mang trong dạ đứa con của tôi, thiệt là phước đức quá, phước đức vô cùng. Cô ba, bây giờ tôi quỳ trước mặt cô, xin hỏi cô một câu. Khoan, vì chuyện này vô cùng hệ trọng, liên hệ đến đời của tôi và của cô, nên cô hãy từ tốn suy xét cho thật kỹ trước khi trả lời tôi. Tôi sinh trưởng nơi thôn quê nên tâm tánh thật thà, suy nghĩ giản đơn, cách ăn cách sống cũng rất là bình dân. Còn cô ba sinh ra trong gia đình quyền quý ở chốn thị thành, cả người cô toát ra vẻ cao sang rực rỡ. Cô ba thì xinh đẹp, lại học cao hiểu rộng, còn tôi nói năng cục mịch, chữ nghĩa thì không nhiều. Tôi không dám tỏ bài. Vậy thì dám đại đi. Tâm tánh của cô với tâm tánh của tôi khó có thể hiệp nhau để ăn đời ở kiếp. Rồi cách ăn ở của tôi với cô ba có thể hòa nhập cùng nhau, đằng tạo nên một đường ăn nết ở mới hay không?
Xin cô ba suy nghĩ cho thấu rồi hãy trả lời câu hỏi của tôi. Cô có thể đồng ý làm vợ của tôi không? Đồng ý. Em hãy nghĩ kỹ rồi mới nói nha ba Kiều. Anh thấy em trả lời gấp lắm đó. Anh thấy em không có suy nghĩ chút nào luôn đó. Em quyết rồi, anh hai đừng có cản em nữa. Với lại bây giờ cũng có con rồi, nghĩ tới nghĩ lui làm gì nữa. Anh Cẩm. Cảm ơn cô ba Kiều. Chúc mừng hai người nha. Chúc hai người hạnh phúc. Dì ngồi đi dì. Con cũng ngồi đi. Dạ. Dì khỏe hả dì? Ừ. Sao con biết dì ở đây mà thăm dì vậy? Anh Dũng Linh. Ừ. Vậy là hai đứa vẫn còn liên lạc với nhau hả? Dì mừng quá. Nhưng mà dì ngó con, sao con ốm dữ đa? Lần trước dì gặp con trông ổng hả? Bộ nhìn con ốm lắm hả dì? Ừ, con coi con kìa, cái tay nổi gân luôn nè. Bộ con bị bệnh hả? Dạ, con bị bệnh, mấy ngày nay con nằm nhà thương. Rồi có ai nuôi con trong nhà thương không? Cái thằng này thiệt kỳ, con nhỏ bệnh nằm nhà thương như vậy mà nó không hay không biết gì hết. Nè con, để lát nữa dì chạy đi mua cái gì ngon ngon về tẩm bổ cho con để con lấy lại sức nha. Dạ thôi được rồi dì, bất công dì lắm. Thưa má. Ủa, Hồng Xuân. Anh Dũng Linh. Ủa Hồng Xuân, hai đứa tụi con có hẹn với nhau hả? Dạ không. Còn xuống đây con thăm dì, con cũng không ngờ là gặp lại anh Dũng Linh ở đây. Anh Dũng Linh, em vẫn thường xuyên theo dõi những bài viết của anh trên báo. Anh vẫn mạnh chứ? Ừ, tôi mạnh. Cầm Thư sao rồi? Cầm Thư vẫn ở Bạc Liêu, cổ vẫn mạnh. Ừ, tôi cầu chúc cho cổ hạnh phúc. Thôi, con nè, con dẫn cô Xuân ra đằng sau vườn tham quan chùa đi. Rồi chút nữa quay lại ăn cơm. Để má chạy ra chợ, má coi mua cái gì ngon ngon để về tẩm bổ cho Hồng Xuân nè. Dạ thôi dì ơi, có gì ăn nấy, con không muốn làm phiền dì đâu. Không sao đâu, con lặn lội xuống đây thăm dì, dì phải đãi con cái món gì đặc biệt để cho lại sức chứ. Con cảm ơn dì nha. Tôi mới vừa hái mớ dâu này ở ngoài, tặng cho cô nè. Em thích dâu lắm. Cảm ơn anh Dũng Linh nha. Lần này em lên em thăm dì á, thì cũng khoảng một thời gian dài nữa em không lên được. Em không ngờ là tình cờ gặp anh ở đây, em vui lắm. Với lại còn được anh tặng quà nữa nè. Mấy trái dâu này mà là quà cáp gì? Cô Hồng Xuân nhận là tôi vui lắm rồi. Không đâu, quà mà anh tặng em á, cái gì em cũng quý hết á. Anh Dũng Linh à. Em có việc phải về Sài Gòn gấp, chắc là em không ở lại ăn cơm với dì được. Anh nói với dì giúp em nha. Lần sau nếu mà em rảnh á, em lên thăm dì nha. Cô Hồng Xuân ổn không? Em ổn mà. Anh hỏi thăm vậy em thấy rất vui. Thôi em đi nha. Nè. Cảm ơn anh. Em đi nha. Mời cô. Sao không ăn đi? Ông và anh Cẩm sai người theo dõi tôi mấy bữa nay đúng không? Tụi Mo lo cho cô thôi. Cô mới xuất viện mà đã biến mất rồi.
Tôi muốn gặp Giang Sỏi. Kêu anh ta ra đây. Giang Sỏi nào? Ông thôi đi, tôi biết hắn ta là ai rồi. Ông đừng mất công đóng gạch ở đây nữa. Thì ra là vậy. Nhưng hiện giờ con không thể gặp hắn được. Vì hôn thê của hắn đang ốm nghén nên cần phải có người chăm sóc. Cô cũng mới sảy thai đó, nên Mo cũng mướn cho cô một người chuyên chăm sóc bà đẻ, để cô nhanh hồi phục sức khỏe đó đã. Mắc cái giống gì mà ông phải làm việc đó chứ, trong khi Giang Sỏi hắn. Muốn âm thân thì phải nghe lời của tôi nói. À, mà tôi cấm cô kêu Kim Cẩm là Giang Sỏi đã. Nói riết nó quen cái miệng, hậu quả sẽ khó lường. Không kêu thì không kêu, có gì mà hù dọa chứ. Mà các người á thì cũng đâu tốt lành gì. Chẳng qua là muốn con Hồng Xuân này mau chóng khỏe mạnh để tiếp tục đẻ trứng vàng cho các người nữa chứ gì. Cô mỉa mai quá. Cô phải xem trọng bản thân của mình chứ. Chúng ta là hợp tác đồng bọn, chứ không phải chúng tôi lợi dụng cô một chiều. Hợp tác đồng bọn. Chữ nghĩa của thầy xài nghe cũng lạ đa. Tôi nói thiệt cho thầy biết, các người đừng học ép tôi làm những chuyện mà tôi không muốn. Nếu mấy người dồn tôi vào bước đường cùng thì tôi sẽ tung hê lên tất cả mọi chuyện đó. Nếu tung hê lên thì cô cũng không yên thân đâu. Những chuyện cô làm tôi cũng sẽ khai ra. Nhất là chuyện chính là cô đã hai lần cô nhét thuốc phiện vào miệng ông Kim Phan, khiến cho ông phải nằm liệt giường. Ông Minh Chiếu đây là một ký giả. Ông ta sẽ rất hứng thú viết về câu chuyện này. Chính cô gái ruột đã hãm hại cha ruột của mình. Anh biểu tôi phá thai, tôi cũng đã phá thai rồi. Bây giờ các người muốn tôi làm cái gì nữa? Kế hoạch ban đầu bị đổ bể. Hai sáng biết cổ vô phá thai chắc chắn sẽ không yêu thích gì. Bây giờ chỉ có nước tiếp cận ông già của Hai Sáng. Nước cờ này cũng không tệ đa. Thật khốn, các người quá đáng mà. Mới mấy bữa trước các người mai mối tôi cho thằng con, bây giờ chuyển sang lão già đáng tuổi cha của tôi. Trong khi tôi mới vừa từ nhà thương trở về, các người có còn là con người nữa không hả? Các người có còn là con người không? Nè, cô bình tĩnh đi. Làm cái gì cũng được, miễn sao cô làm theo là được rồi. Cô ngó lại bản thân cô coi, danh giá gì cho cam mà cô đòi hỏi chứ. Chuyện đã tới nước này, đâm lao thì phải theo lao. Cô không thể không làm. Tôi biết. Ông biết gì? Ở đây thì không có ai dọa cô đâu. Trước cô nợ tôi hai lần im lặng. Khi cô bức tử cha mình bằng thuốc phiện thì lần này cô phải ra tay cứu tôi chứ. Thằng Hai Sáng có chứng cứ, nó nắm trong tay thân phận giả của tôi. Lỡ mà nó rêu rao thì tôi chết. Bây giờ chỉ còn cách: một là tôi lấy em gái nó, hai là cô lấy cha của nó, thì như vậy mới chặn hỏng được nó. Không, không, tôi không chịu, tôi không muốn. Uổng công tôi đối xử tốt với cô hồi nào giờ. Nếu thằng này có vô tù thì chính cô cũng phải đi theo tôi vô tù, cô biết chưa? Thưa thầy, tôi với thầy đi ra ngoài bằng kế hoạch tiếp. Cứ để cô ta ở trong này để mà suy nghĩ, xem bề trong bề ngoài, chỗ phải, chỗ quấy, tự cô quyết định đi. Mời thầy. Nhớ suy nghĩ cho kỹ đó. Khốn nạn, các người không thể đối xử với tôi như vậy nữa. Không biết với cách này cô ta có ngoan ngoãn nghe lời chúng ta hay không. Đừng lo, chiêu này Mo đã từng đem ra dạy dỗ những kẻ không biết nghe lời.
thay vì hành hạ thể xác, mọi nhốt chúng vào một căn phòng biệt giam, không cho tiếp xúc với bất kỳ ai. Dần dần chúng sẽ thấy hoảng sợ, chúng sẽ thấy cô độc, dẫn tới trầm cảm nặng. Ngay khi chúng bắt đầu cảm thấy thất vọng, sống không bằng chết, thì ta mới thả chúng ra với điều kiện chúng phải nghe lời ta. Tới lúc đó, không chỉ có một mà là 10 điều kiện chúng cũng phải ngoan ngoãn làm theo. Thầy ký giả ra chiêu độc quá. Không độc thì không phải mo. Mời cô. Cô đẹp lắm. Cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Tôi sẽ làm theo những gì ông muốn. Trước mặt cô là những thông tin mà tôi đã thu thập được từ ông phán lược. Lỡ như ông không thích tôi thì sao? Cô yên tâm, Mo không có hứng thú với phụ nữ đâu. Cô không bao giờ được xem nhẹ bản thân mình. Vũ khí mạnh nhất của cô là gì? Cô biết không? Chính là Mo. Mo đã nghĩ ra vở kịch mà cô sẽ là người đóng vai chính trong đó. Dừng lại, dừng lại. Dạ ông. Cô. Nè cô, cô có sao không? Cô không sao chứ? Xin phép cô cho tôi được đưa cô về. Dạ không sao, tôi không sao đâu. Cái chân cô đang bị đau, để tôi đưa cô về cho. Nhưng mà thôi, tôi không sao, tôi không dám làm phiền thầy. Cảm ơn thầy. Nhưng mà chân cô đang bị đau, đừng từ chối nữa, để tôi đưa cô đi. Dạ, nhưng mà đi đâu thầy? Tới Dịp Xuân Đường. Ở đó có thầy Dịp bó chân rất hay. 2 ngày là cô sẽ khỏi hả? Dạ, cảm ơn thầy. Đi. Tới Dịp Xuân Đường nha. Dạ, dạ. Cô ráng chịu đau chút xíu nha. Cô thấy đỡ chưa? Dạ, đỡ đau nhiều rồi thầy. Cảm ơn thầy nha. Không có gì. Cô ráng nghỉ ngơi, bớt đi lại nha. Dạ, cảm ơn thầy. Cô có sao không? Dạ, tôi không có sao. Có điều là tôi tiếc số tiền đó quá. Đó là tiền mà tôi tích góp bao lâu nay, định là gửi vô trại trẻ mồ côi.
cho tụi nhỏ có chút quà mừng trung thu. Ai ngờ bây giờ bị cướp hết rồi. Nhưng mà thôi không sao, từ đây tới đó còn khoảng một tháng lận. Có gì tôi sẽ dành dụm, ít nhiều gì chắc cũng đóng góp được. Cô yên tâm đi, phán lược này hứa sẽ giúp cô một tay. Dạ, nhưng... Cô đừng có nhân dị gì hết, không có sao hết. Bây giờ nhà cô ở đâu? Tôi xin phép được đưa cô về. Dạ thôi được rồi. Không có sao hết, bây giờ chân cô như vậy nè, sao cô về một mình được. Thôi được rồi, để tôi đưa cô về. Nhưng mà phiền thầy lắm, tôi... Không có sao đâu. Em cảm ơn thầy nhiều nha. Có gì đâu. Hôm nay mà em không gặp thầy á thì chắc là em xong luôn rồi. Cô ráng nghỉ ngơi nha. Thôi em chào thầy nha. Khi nào thầy rảnh á thì tới chơi ha. Được rồi, chào cô. Coi bộ cá đã cắn mồi rồi đã. Đương nhiên, tôi đích thân ra tay mà. Còn không mau đỡ tôi vô nhà nữa, đau chết đi được. Nè, bộ hết cách rồi hay sao mà phải làm cho bản thân mình bị thương như vậy? Nếu như không thả con tép thì làm sao bắt được con tôm hả? Thấy em tự tin như vậy, sớm muộn gì tôi cũng phải gọi em bằng má. Vậy thì con ngoan, má thương. Đỡ tôi vô nhà đi. Kiếm cô Thảo hả? Hôm nay cô ra ngoài rồi, cậu cần gì? Cái bản thảo này tôi nộp cho ngài chủ biên. Tôi chuẩn bị họp với ổng đây. Đưa tôi đưa cho. Nhờ thầy, cảm ơn thầy. Đề tài này cũ rồi, cậu nên tìm cái khác mà khai thác đi. Bộ có người giết rồi hả? Tôi tra qua tư liệu thì không thấy có người từng giết. Chắc có lẽ tôi đã bỏ sót. Cảm ơn mong sự minh chiếu. Cho gửi. Dạ. Chào cô. Cô tới lâu chưa? Dạ em mới tới à. Hôm trước á, em thấy thầy giúp em nhiều quá, cho nên em cảm thấy áy náy. Em có nấu mấy món ở dưới quê, em tới đây cho thầy nè. Coi như là cảm ơn thầy nhiều lắm. Sao thầy không nói gì hết vậy? Tôi... Hay là thầy không thích ăn món của người lạ nấu hả?
Em xin lỗi thầy nha, em quên mất. Ở quê em á, mọi người hay nấu đồ ăn rồi đem qua mời nhau ăn, cho nên em cũng quen như vậy. Thôi em không làm phiền thầy nữa, em xin phép thầy. Nè khoan đã, cô nấu món gì? Dạ là tép rim khế với lại bánh ít trần. Em làm bánh ít á là nổi tiếng nhất xóm em luôn á. Thầy phải dùng thử mới được nha. Được. Dạ em gửi thầy. Tôi nhất định sẽ ăn. Dạ cảm ơn thầy nhiều lắm. Tôi đi nha. Xe. Dạ. Em đã nói rồi, ánh mắt của anh nhạy bén lắm, tìm ra đề tài nóng ngay. Khá lắm, đây có thể là bài viết khá nhất của Mông Sợ Chiếu. Kể từ khi làm nghề ký giả, nhờ có bài viết này mà Phú Lít đã bắt được đám ma cô và trả đám con nít về cho cha má của chúng. Thầy quá khen rồi, tôi chỉ làm hết sức có thể thôi. À, Dũng Linh, lại đây. Cậu Dũng Linh cũng dạy dòng mai cho tôi. Ông chủ muốn khen thưởng, phải khen thưởng cậu Dũng Linh nữa đã, cho cậu vui. Vậy thì chúng ta cho một tràng vỗ tay đi. Thôi, cuộc họp đến đây là kết thúc. Mọi người ai vào công việc đấy nha. Cậu làm tốt lắm. Cảm ơn cậu. Nhờ cậu mà tôi mới có ý thứ để viết cho bài viết này. Không ngờ nó lại được mọi tầng lớp trong xã hội chú ý đến như vậy. Sắp tới tôi còn sẽ tổ chức gây quỹ cho bọn trẻ đáng thương này. Ê, đừng có làm cái mặt đói với tôi như vậy. Dù bài viết của ai đi nữa thì mục đích cuối cùng cũng là vì những đứa trẻ đó thôi, có phải vậy không? Cha, giờ này con thấy cha có vẻ chịu cười hơn xưa. Ừ, cha có chuyện vui. Chuyện gì vui? Cha nói cho con vui ké với. Thì con ngồi xuống trước đi, đợi chút xíu. Thì cha cũng đợi con Ba Kiềm, em của con về đây, để sẵn có hai đứa rồi cha tuyên bố một thể luôn. Dạ. Dạ thưa cha. Cha. Thưa anh hai. Ừ. Gọi anh hai thì từ từ, để mai mốt cưới xong đi rồi hẳn tính. Cha, thì cũng sắp cưới rồi chứ có gì đâu mà xa lạ. Kêu vậy là đúng rồi. Cha sao khó tính quá. Sớm muộn gì thằng Kim Cẩm cũng là người trong nhà. Thôi sẵn thì ngồi đó để cha tuyên bố luôn. Má tụi con mất cũng gần cả chục năm nay rồi. Cha tính cũng đến lúc cha đi thêm bước nữa. Cha muốn cưới mấy bà mà không được. Bậy nè. Cưới vợ thì cưới một vợ thôi, chứ vợ lớn vợ bé làm chi. Cha của con vốn không ưa thói xấu đó mà. Cha muốn cưới vợ chứ gì. Vậy mà cứ làm trịnh trọng, làm con sợ muốn chết. Sao không trịnh trọng? Cô ấy là cô gái mới lớn, xinh đẹp, có học thức, nên cha cũng phải... À, mà bữa nay cha cũng có mời cổ tới nhà chơi để giới thiệu với tụi con. Sau này cưới rồi cậu muốn dọn về nhà mình ở chung. Hả? Chào mọi người. Cái gì? Cha nghĩ sao vậy? Trời ơi, cha đi cặp với con quỷ cái này rồi cha lấy về làm vợ để bằng tuổi con mà cha. Chuyện của tao không tới lượt hai đứa mày quyết định. Tao thương ai là mặt tao. Cha, tụi con không hề ngăn cản cha đi bước nữa. Có người hữu hỷ tuổi già với cha thì tốt chứ sao. Nhưng mà người đàn bà này không thể là người vợ Tàu Khang với cha được đâu cha. Trừ nói tới chuyện tuổi tác của hai người cách xa nhau quá. Con biết người này, cô ta đã từng phá thai trong nhà thương. Nhân phẩm của người này thật sự không đáng tin đâu. Chuyện này em Xuân cũng có kể với tao rồi. Do là cổ bị người ta lừa gạt, cưới xong bỏ đi biệt tâm, chứ không có phải là hạng người dễ dãi. Tao chấp nhận được thì đã sao. Thôi, mình đừng có giận. Con cái quan tâm mình là chuyện tốt thôi mà.
Với lại chuyện này cũng phải thông thả để cho mọi người dần chấp nhận. Em thì em cũng không biết là sự có mặt của em lại làm cho mọi người căng thẳng như vậy. Hay là em xin phép mình, em đi về trước. Em không muốn là nguyên nhân làm rạn nứt gia đình của mình đâu. Đây là nhà của tao. Tụi bay không thích á, tụi bay đi. Chứ vợ tao không có đi đâu hết. Em à. Dạ thưa cha, để con khuyên anh hai và ba Kiệm nha cha. Mình ngồi xuống đi. Mình giận như vậy á, rồi bệnh nữa làm sao? Cứ từ từ, rồi mình thuyết phục con cái. Chứ tự nhiên á, mình nhét vô cái tin như vậy thì sao mà họ chấp nhận cho được? Em còn binh vực tụi nó làm chi nữa? Tụi nó có khôn mà không có ngoan. Trời, em á, bởi vậy em bây giờ em bị mất trí hay sao á? Em có làm một cái hộp bánh bích quy đem theo cho mình ăn. Tại vì mình nói với em á là mình thích ăn bánh bích quy mà đúng không? Vậy mà hồi sớm nay á, em lên em gặp mình, cái em mừng quá. Rồi cái hộp bánh bích quy á, em để phía sau xe, cái em quên mất tiêu luôn. Em bây giờ đúng là tánh em bị tầm phào rồi. Kiểu này á, em mà lấy chồng chắc là bị mẹ chồng chửi mắng em suốt luôn. Không có sao, nhà này không có mẹ chồng đâu em. Chỉ có em mắng con dâu với con rể mà thôi. Mà chủ nhật sắp tới này nè, tôi dẫn em mua một số đồ nha. Mình nói mua là mua cái gì? Thì em muốn mua thứ nào thì tùy ý em. Thứ nào đẹp thì em cứ mua để mà diện với người ta chứ. Mình á, mình thấy rồi đó. Em đây nè, từ một cô gái nhà quê mà từ ngày biết mình á, mình biến em trở thành như thế này. Em quá đầy đủ rồi. Em đâu có cần cái gì nữa đâu mà mình mua cho em. Mua đi rồi tính. Thiệt tình, ông già bị bỏ bù mê mất rồi. Em mà nhìn kỹ á, con quỷ nó cũng đẹp thiệt đó. Bởi vậy em ngó sơ thôi là em biết nó là con quỷ cái rồi. Bởi vậy cha chết mê chết mệt nó cũng phải thôi. Nè, em nói cho anh biết. Anh á, em mà biết anh lén phén với con quỷ đó là coi chừng em nghe chưa. Em đa nghi không à, anh chỉ biết có mình em à. Đừng nói với tôi á, con quỷ cái đó đến với cha mình là vì tình nha. Đổ thứ con gái thúi con gái hư. Cái thứ đó thấy người có tiền của chức quyền là bu vô như là rùi bu mật vậy đó. Nhưng mà có chuyện này tôi muốn nói hai người nghe nè. Hồi lúc nãy hai anh em làm như vậy á, là không có đúng, ngu dại lắm. To tiếng phản đối như vậy làm cho ông già mất mặt với lại người tình. Mà cái giọng á, càng phản đối thì con nhỏ đó nó lại càng lên mặt. Có đúng không? Mấy cô yếu thế, liệu yếu đầu tơ, ai mà không trông mong có người đàn ông bảo vệ. Nói vậy cũng có lý. Ông già ông cứng đầu lắm, càng phản đối ông lại càng chứng tỏ ông làm được. Thì bởi vậy. Mà nè, em có một cái suy nghĩ như vậy. Cách này anh hai có thấy được không? Bây giờ em thấy anh hai với lại vợ của em á, về năn nỉ ông đi, cho ông già ông nguôi ngoai một chút. Sau đó rồi mình tính tiếp. Em không chịu đâu. Lỡ rồi ông đòi cưới con nhỏ Hồng Xuân nó làm vợ, không lẽ em phải kêu con nhỏ bằng tuổi em làm má hả? Em lo cái gì, em lấy anh thì về Bạc Liêu. Hai vợ chồng mình về Bạc Liêu chứ có ở chung với nó đâu mà sợ. Không, em không ưng về mấy cái chỗ quê mùa dưới đó, em thích ở trên này. Hai đứa bay đi lạc đề rồi, còn con ba nữa. Mày cũng vô lý lắm. Lấy chồng phải theo chồng chứ, không lẽ mẹ ở đây nói với kia. Kệ em. Em nói vậy là em không thương anh sao? Thôi, hai anh em về đi, có gì rồi mình tính tiếp ha. Vậy. Theo lời yêu cầu của ký giả Mông Sờ Chiếu, Dũng Linh, kể từ hôm nay cậu sẽ là trợ lý theo sát ông ấy. Ông ấy kêu cậu làm gì thì cậu sẽ làm theo. Cậu thật là may mắn, ráng theo học thầy Minh Chiếu nghe không. Thầy Minh Chiếu á, là một trong những ký giả lợi hại nhất của tòa soạn Tia Chớp mình. Bài viết về trẻ ăn mày vừa rồi được độc giả Tia Chớp
bình chọn là bài viết tạo hiệu ứng xã hội tốt nhất trong năm nay. Tôi xin phép. Chà thấy ghét. Tướng chưa đổ ông nghè mà đe hàng tổng. Bỏ đi. Hồng Xuân, sao bữa nay Hồng Xuân lạ quá vậy? Mém chút nữa mình nhận không ra luôn đó. Nhìn mình khá là chững chạc đúng không? Ừ. Nè, mấy bữa nay em coi tiệm có mệt không? Anh hai, bây giờ anh về rồi anh sẽ giúp em. Thư biết không, anh cứ nhắc tên của em gái hoài á. Tiếc á là... Tiếc cái gì vậy? Anh sắp cưới vợ rồi. Mà tới khi có vợ á thì quên em gái cũng là chuyện bình thường. Ủa anh hai, vậy là anh hai sắp cưới vợ hả? Vậy là em sắp có chị hai rồi hả? Thôi được rồi, bây giờ anh đưa hai đứa về nhà, có gì anh sẽ kể cho em nghe sau. À Thư à, em dọn một phòng riêng cho Hồng Xuân, ở lại đây chơi vài ngày rồi cô ấy lên Sài Gòn sau. Thôi mình đi. Đi. Sao, ngó mình lạ lắm đúng không? Nè, bữa nay mình thấy Hồng Xuân lạ lắm. Ngó giống như là cách ăn diện của người Sài Gòn đó Đa. Bữa nay Xuân nói chuyện cũng khác nữa. Mới có thời gian ngắn mình không lên Sài Gòn thôi, mà sao bữa nay Xuân thay đổi quá vậy? Chắc không phải là do Xuân thay đổi đâu. Tánh mình hay suy nghĩ mông lung lắm. Chắc là do mình đa nghi quá thôi. Không, trái ngược lại đó. Thư nhạy cảm lắm. Mình đã thay đổi rất là nhiều. Nếu mà không thay đổi là không được. Mình phải sống một cuộc đời khác. Không thể nào cứ đèn đẹt rồi bị người ta đè đầu cưỡi cổ miết được. Nhìn đi, bộ đồ này á mua ở bên Tây đó, còn cái vòng đeo tay này nè, hộp ruby á mua ở bên Miến Điện, sang trọng không hả? Cái vòng này là đắt tiền lắm đó. Nè, cho mình hỏi chút được không? Sao, tiền ở đâu mà Hồng Xuân mua những thứ này? Đương nhiên á là không phải tự mình mua rồi, mình làm gì có tiền mà mua. Mà có tiền á mình cũng đâu có mua mấy cái thứ này. Là ông chồng sắp cưới tặng cho mình, coi như là món quà cầu hôn đó. Nè, nói cái gì vậy? Bữa nay mình về đây á cũng là để báo cho Cầm Thư hay. Mình sắp lấy chồng rồi. Cầm Thư là bạn thân của mình, cũng là người thân duy nhất của mình. Cho nên á là theo mình, Cầm Thư á phải là người biết cái tin này trước nhất. Chuyện gì đang xảy ra vậy ta? Anh hai mình nó tuyên bố lấy vợ, rồi còn bây giờ Hồng Xuân lại nói là lấy chồng. Trong mấy tháng mình không có ở Sài Gòn, sao tự nhiên lại xảy ra nhiều bất ngờ như vậy chứ? Điều gì tới á cũng sẽ phải tới thôi, đâu có gì đâu. Thôi 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 thôi, đừng nói chuyện đó nữa. Nè, mình sắp lấy được chồng giàu rồi, Cầm Thư phải mừng cho mình chứ. Làm con gái ai cũng mơ tìm được một bến đỗ tốt đúng không? Mình rất là mừng khi nghe Hồng Xuân nói như vậy. Mà Hồng Xuân có chắc là mình đang hạnh phúc không? Mình hạnh phúc chứ. Sao tự nhiên khi không hỏi vậy? Mình đang đọc được ở trong đáy mắt của Xuân có phảng phất một nỗi buồn. Hy vọng là không phải. Chắc là do mình nhạy cảm thôi. Nè, bây giờ kể cho mình nghe đi. Chồng của Xuân làm nghề gì vậy? Làm ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Chắc là đẹp trai lắm ha. Được rồi, ngồi ở đó đi. Từ từ mình sẽ kể cho Cầm Thư nghe hết. Chồng của mình á là một ông phán lược. Nhà của ổng rất là giàu có. Ổng có hai người con rồi.
Có điều á là ông đáng tuổi cha của mình. Hả? Nhưng mà mình vẫn chấp nhận, tại vì ông có nhiều tiền mà. Tại sao vậy hả Hồng Xuân? Vì sao mình chấp nhận lấy ông già bằng tuổi cha mình hả? Vì sao mình thay đổi? Có phải Cẩm Thư muốn hỏi như vậy không? Mình đã từng nghĩ Hồng Xuân với anh hai mình là một cặp rất xứng đôi. Hay là vì chuyện anh hai mình đi lấy vợ cho nên Xuân buồn quá, Xuân mới vội vã đi lấy chồng đúng không? Nè, Xuân vẫn còn kịp để thay đổi ý định mà. Xuân còn trẻ lắm, Xuân lại còn xinh đẹp nữa. Tụi mình là người học thức, ăn học đàng hoàng. Tụi mình lại học ở một trường nữ sinh danh giá, thì tại sao phải chịu đánh đổi cả cuộc đời mình với một người già như vậy chứ? Hồng Xuân ơi, nghĩ lại đi, tương lai của Xuân còn dài lắm. Hồng Xuân nghe lời mình đi, rồi Xuân sẽ tìm được một người chồng xứng đáng. Chắc chắn người đó sẽ yêu thương Hồng Xuân như Xuân muốn mà. Người đó liệu có giống anh Dũng Linh không? Nói cho Cẩm Thư biết, mình yêu anh Dũng Linh ngay từ khi lần đầu gặp gỡ. Nhưng vì anh chỉ thương Cẩm Thư nên mình đành im lặng, là một cái bóng mờ sau lưng hai người thôi. Mỗi lần đi chơi chung, Cẩm Thư có biết trái tim của mình đau tới mức không thở nổi không hả? Hồng Xuân nói chuyện gì vậy? Xuân đang giỡn với mình đó hả? Nhưng Cẩm Thư, người nắm giữ trái tim ảnh thì lại đang rất là phí phạm những tình cảm ảnh dành cho Cẩm Thư. Mình ước gì mình có được sự may mắn đó của Cẩm Thư dù chỉ là một chút thôi. Xuân đang giỡn với mình, đừng có giỡn nữa mà. Mình không hề giỡn với Cẩm Thư. Mặc dù nói ra có thể làm cho tình bạn của chúng ta tan vỡ, nhưng mà tôi chịu hết nổi sự ngây thơ, lý tưởng quá cuộc đời của Cẩm Thư rồi. Cẩm Thư cứ việc thuyết giáo về những điều tốt đẹp như một cuốn tiểu thuyết diễm tình với một cái kết có hậu và hoàn mỹ nha. Bởi những điều tốt đẹp đó chỉ dành cho những người sanh ra đã thừa mướn sự giàu có và Cẩm Thư thôi. Xuân, còn tôi bị cha từ chối ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Chừng mở mắt vào đời thì bị má tôi bỏ mặc, muốn sống sao thì sống. Nhưng tôi vẫn có một giấc mơ rất đẹp về người cha. Nhưng sao người cha đó cũng chối bỏ tôi. Người đàn ông mà tôi thương cũng từ chối tôi, đến cả cái gã mà tôi muốn lấy làm chồng cũng muốn bán xới tôi cho người khác. Có trái khuấy không khi mà tất cả bọn họ đều hướng về Cẩm Thư, muốn có được Cẩm Thư. Thử hỏi, ngoài có gia tài, có gia thế tốt, Cẩm Thư có gì hơn tôi chứ? Xuân nè, điều duy nhất tôi nghĩ là Cẩm Thư hơn tôi, đó là cô có quyền lựa chọn và có quyền từ chối thứ mà mình thích hoặc là không thích. Trong khi cái quyền tối thiểu đó tôi không bao giờ có được. Suốt cuộc đời này
tôi luôn phải cắm đầu làm theo sự sai khiến của người khác. Tôi không cam tâm. Tôi không cam tâm. Từ lúc nào mà Hồng Xuân trở nên lọc lõi và già đời như vậy đó? Lựa chọn hôm nay của tôi có thể khiến cho Cẩm Thư hoảng hồn, nhưng mà nó là sự lựa chọn tốt nhất ở thời điểm này. Mình hy vọng là trong tương lai Xuân sẽ không hối hận những quyết định lần này của mình. Hối hận hả? Không bao giờ. Ủa, xuống đây gặp tôi có chuyện gì không? Ông Phán hỏi là khi nào cô Xuân mới chịu về lại trển. Cái gì? Tôi mới về đây có một tuần à, mà hối hối làm sao? Dạ thì ở dưới này gió mái độc địa, cô á có một thân một mình à. Nên ông sợ cô bị bệnh, kêu cô về sớm đó đa. Chứ tôi thấy đường xá ở đây xa xôi, cô cứ ở đây miết, ông ở trong đứng trong ngồi. Về mà nói với ông của cậu á, là khi nào mà ông giải quyết được chuyện con cái của ông á, thì lúc đó tôi mới về. Hồng Xuân này á, dù gì cũng là con gái nhà đàng hoàng, tôi có ăn có học đàng hoàng mà, chứ đâu phải cái loại mà không đàng hoàng đâu. Cậu về á, cậu nhắn với ông của cậu là khi nào ông cậu cho tôi danh phận đàng hoàng chân chánh thì lúc đó tôi mới về ha. Dạ thì... Còn bây giờ thì cậu về đi. Dạ thì chuyện này sao cô không tự đi mà nói với ông? Chứ tôi á là thân phận tôi tớ, sao mà dám mở miệng nói với ông đây? Cậu có mở miệng chuyển lời hay không đó là chuyện của cậu. Còn tôi thì tôi vẫn cứ ở đây đó. Nói với ông cậu, chừng nào cho tôi danh phận thì tôi mới về. Đi về đi. Xin phép cô tôi về. Hồng Xuân, Hồng Xuân suy nghĩ kỹ chưa vậy? Chẳng lẽ Hồng Xuân quyết định lấy ông già đó thật sao? Ông già, nhưng mà của nã của ông không có già. Ông tiền nhiều thì thiếu gì đàn bà con gái bu quanh lạng quạng đó nha, là ông cho cài số ve luôn đó đa. Nhưng mà khổ nổi bây giờ ông đang chết ngất vì mình, cho nên mình phải treo giá để lấy danh phận cho bằng được. Theo như Cầm Thư nghĩ là mình có làm được chuyện đó không? Mình tin chứ. Hồng Xuân đã nói ra được như vậy rồi, mình tin là Hồng Xuân dám làm. Nhưng mà Hồng Xuân à. Hả? Hay là Xuân suy nghĩ kỹ lại đi nha. Mình nghĩ anh hai mình cũng xứng đáng với Hồng Xuân lắm mà. Hay là Hồng Xuân nghĩ về anh hai của mình đi. Anh hai Kim Cẩm nhà mình vừa đẹp trai vừa hào hoa, lại còn trẻ trung nữa. Không lẽ người như anh hai mình mà Hồng Xuân không để ý tới sao? Không lọt vô nổi mắt xanh của Hồng Xuân hay sao? Mình chỉ ví dụ như vậy thôi. Nhưng quả thật Hồng Xuân suy nghĩ kỹ đi. Hồng Xuân có cả một tương lai mà. Tụi mình có ăn có học, mình biết Hồng Xuân không dễ dàng gì đánh đổi cả một tương lai. Cho dù có gì tiền gì của đi nữa, mình cũng không nên đánh đổi cả cuộc đời mình, chấp nhận lấy một người chồng sắp xỉ tuổi cha của mình vậy chứ. Thư à, Thư nghĩ vậy thiệt á hả? Hồng Xuân, đúng là Hồng Xuân có nói với mình là Hồng Xuân có tình cảm với anh Dũng Linh. Nhưng mình nghĩ chỉ là do Hồng Xuân ngộ nhận thôi. Anh hai Kim Cẩm của mình mới xứng đáng với Hồng Xuân. Mình thấy hai người quả thật tương đồng nhiều điểm lắm đa. Suy nghĩ giống nhau nè, tính cách cũng giống nhau, ngoại hình cũng giống nhau nữa.
Hay là Hồng Xuân thử cho anh hai mình một cơ hội đi. Thư à, Thư tin tưởng anh hai mình tới mức như vậy sao? Ừ, mình tin anh hai mình chứ. Mình cảm thấy rất may mắn khi có anh hai phụ mình chống chèo mọi thứ trong gia đình. Lúc trước á, thì có cha, có mẹ, có anh Dũng Linh. Bây giờ thì có anh Kim Cẩm. Đúng là thuận buồm xuôi gió quá mà. Nhưng mà Cẩm Thư ơi, nàng quá ngây thơ rồi. Nàng thực sự là nàng tin anh hai nàng tới mức là trong mắt của Cẩm Thư bây giờ, Kim Cẩm là một người tốt thật sự như vậy sao? Ừ, anh hai mình tốt thật sự mà. Thôi được rồi, đi theo mình. Ừ? Đi theo mình. Đi đâu chứ? Mình sẽ cho Cẩm Thư thấy được một bộ mặt khác của anh hai Cẩm Thư. Đi. Nè. Đi đâu vậy? Mình sợ lắm. Không có gì phải sợ hết. Dạ chào cô. Nó nghe nè. Dạ. Đây là Cẩm Thư. Dạ. Là em gái của ông chủ. Bây giờ á, cổ ở đây có gì á phục vụ cho cổ, lo cho cổ nha. Dạ. Tôi đi chút á. Hồng Xuân, nè, đừng có bỏ mình ở đây một mình mà. Thư an tâm đi, đừng có sợ. Ở đây là địa bàn của anh hai đó, đừng có sợ mà. Ngồi đi. Ừ, nhưng mà nhớ lời của tôi dặn đó nghe chưa? Dạ. Tài xỉu không chưa? Tài xỉu đây, tài xỉu. Tài xỉu. Trời ơi. Thầy ơi, đặt cái đèn của kia, đặt cái kia. Đặt cái đèn của cho ông này. Nè. Chào cô. Tao tới đây á là để lấy tiền lời tháng này. Tôi chưa có nghe cậu hai nói gì hết á. Cái gì? Tao có cổ phần ở trong đây, được chia hoa hồng hàng tháng, mà mày nói là phải hỏi ý kiến của anh hai mày hả? Dạ. Còn không biết đưa đây. Nè. Hả? Ai cho cô dẫn Cẩm Thư tới đây? Chu cha, trước sau gì thì nó cũng biết thôi. Bây giờ anh đã nắm hết gia sản rồi thì nó còn lựa chọn nào nữa chứ. Chẳng qua là bây giờ em tập làm quen cho nó từ từ, để nó giảm sốc. Anh còn biết cảm ơn em nữa, ở đó trách em làm gì. Cô. Tới đây quậy hả? Mày biết mày. Đại ca, đại ca. Cô em. Điều hồn đó. Đại ca, thằng gì không nó tới đại ca. Đi, dậy lên. Dạ đó. Đi đâu vậy cô em? Thằng ca. Bỏ người ta. Mày muốn gì hả? Tụi bay. Đến đó. Đại ca. Anh hai. Gì mày? Nè, nước sông không đụng nước giếng, nhà ai nấy quản. Tụi bay gan dữ đa, dám tới đây phá hả? Tụi bay có biết sòng này ai bảo kê hay không? Tao biết lắm chứ. Thật ra tụi bay tham lam quá độ. Tụi bay ăn cơm gà, ăn cơm sườn, cũng phải biết chừa cho tụi tao một chút xương sẩu chứ. Đằng này còn một chút xương tụi bay cũng nhai luôn. Anh em tụi tao thằng nào cũng đói trơ mỏ. Tao nói cho mày biết, nếu như tụi tao mà bị dồn tới mức đường cùng thì đừng có trách tao. Tụi tao kinh doanh sòng bạc thì chung đụng gì tới cái đám diều hâu tụi bay. Tụi mày hốt bạc ở chỗ sòng bài còn chưa đủ hay sao, mà lại còn đi cướp cơm của người khác. Mày tưởng mày khôn lắm hả? Mày giấu cho kỹ, mày tưởng tao không biết sao hả? Mày biết gì về tao? Nói. Mày tưởng mày là con trai của ông Võ Kim Phan á mà ngon lắm hả? Nè, tao không cần biết có ông lớn nào đứng đằng sau chống lưng cho sòng bạc của mày. Nhưng nếu như chỉ cần trong một ngày mà mày cướp cơm của tụi tao á, thì tụi tao sẽ sống còn với tụi mày, biết chưa? Chẳng qua cũng chỉ vì nồi cơm thôi chứ gì. Nói nghe coi, tao cướp cái gì của tụi bay? Mày mở sòng bạc thì mày lo quản lý sòng bạc đi. Tại sao lại còn đi cướp mấy cái môn của tụi tao, đi cho dây góp, dây nóng hả? Tụi mày cướp hết của tụi tao rồi. Nè, em gái của mày, mày dễ thương lắm. Nhưng mà nè, cố mà giữ lấy nghe chưa, đừng có để rơi vào tay của tụi tao. Nhớ đó, hôm nay tao chỉ cảnh cáo mày thôi. Nhưng nếu như tụi mày mà lấn sân tới thì đừng có trách tụi tao là ra tay mà không báo trước, biết chưa? Cô em đẹp lắm. Tao chém không, tao chém không. Đi tụi bay. Đi. Nhớ mặt tao nha mày. Cẩm Thư à. Cẩm Thư. Cẩm Thư à. Thư. Cẩm Thư à. Cẩm Thư. Buông em ra. Thư à. Anh hai
ai buông em ra? Anh giải thích đã. Anh giải thích với em cái gì hả anh hai? Anh tính giải thích với em là tiền từ cái sòng bài đó không phải là tiền sạch sẽ đúng không? Em nói cái gì vậy? Anh biết là tiền từ sòng bài á không có gì đáng tự hào hết. Nhưng mà từ xưa tới giờ, chỗ nào có con bạc, chỗ đó có sòng bài. Em có biết không? Anh làm theo lẽ tự nhiên thôi, anh phải nắm bắt cơ hội chứ. Cha mà còn tỉnh táo, cha sẽ nghĩ như thế nào về cái sòng bài của anh đây? Chắc chắn một điều là cha không bao giờ đồng ý như vậy. Phải, em đành rằng là phi thương bất phú. Nhưng mà anh hai à, từ xưa tới bây giờ, gia đình mình kiếm tiền dựa trên chữ tín, chữ tâm. Cha má từ xưa tới bây giờ kiếm tiền là kiếm tiền sạch sẽ, tiền làm ăn chân chính chứ không nhơ nhớp như vậy. À, anh hai, em xin anh đó, anh đừng như vậy nữa, anh dừng lại đi anh hai à. Em nói cái gì vậy Thư? Tiền nhơ nhớp là sao? Anh phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, biết bao công sức của anh dùng vô đó. Mà em lại nói là tiền nhơ nhớp. Em cũng biết, bây giờ cha như vậy, anh là người đứng ra quán xuyến cả gia đình mình, có đúng không? Nếu như cha bây giờ mà có tỉnh lại thì anh cũng phải phản kháng ý kiến của cha. Bởi vì bây giờ anh đang làm giàu cho dòng họ Võ Kim. Thư à, Thư, Thư. Đại ca, đại ca. Đại ca, đại ca. Chuyện gì mày? Ông còn giận lính quá trời luôn đại ca. Chạy nhanh đi đại ca. Chắc chắn là thằng chó này báo cho phu lít rồi. Bây giờ mình chạy trước có gì tính sao đại ca? Không, sống thì cũng sống, chết thì cũng chết. Chết thì gì đại ca? Ông không bao giờ bỏ tụi mày được. Chạy trước đi có gì tính sao đại ca? Đại ca nói nhiều quá đi. Bắt hết, bắt hết bọn chúng cho tao. Bắt chúng lại, không để chúng thoát. Dạ, em không biết gì thầy ơi. Không để đứa nào trốn thoát, bắt hết về bó cho tao. Dạ, dạ, dạ. Đi, lên, để lên. Dạ, dạ. Đi bắt. Đi. Để lên. Dạ. Anh, xuống ăn cơm. Em dọn cơm sẵn rồi. Ừ, mời Cầm Thư xuống ăn cơm chung. Cô nói là không đói cho nên không ăn. Vậy cô đâu? Trong phòng á. Cầm Thư à, anh nè. Cầm Thư à, xuống ăn cơm đi em. Có giận anh hai thì cũng đừng tự làm khổ mình chứ. Thôi được rồi, để anh dặn để cơm cho em ở dưới bếp. Em có đói thì xuống ăn nghe. Ăn đi ông. Ông để tôi, chú em ra ngoài đi. Dạ. Đi xuống làm công chuyện đi. Dạ ông. Chú Ba, bọn chú sợ người ở là tay chân của thằng Cẩm phải không? Sợ nó hại chú Ba hả? Thằng Kim Cẩm nó đưa người vô, tôi đâu có dám đẩy ra, tôi sợ nó nghi ngờ. Mà cũng nhờ như vậy đó, nó tưởng mình đang ở trong tầm kiểm soát của nó, cho nên nó mới an tâm nhàn nhã, nó mới bớt dòm ngó hai anh em mình. Đôi khi cái chỗ nguy hiểm nhất á lại là cái chỗ an toàn nhất đó chú Ba. Quả nhiên trải qua hoạn nạn mới học được cái khôn. Thì xưa giờ á, xuôi gió xuôi nước, cho nên đầu óc của tôi á mụ mụ mị mị, không có nghĩ ra được cái gì hết. Đụng nhầm cái đứa mà khôn lỗi á là tôi thua. Nhưng mà giờ chú Ba yên tâm đi, tôi khôn ra rồi. Tôi hứa tôi sẽ chèo chống để bà bảo vệ cho chú Ba. Bác Hai à, con nghe nói là bác muốn bảo vệ ai? Ờ.
Bác nói á, bác muốn làm cái mùng để bảo vệ cha con. Chứ mũi nhiều như sáo thổi vậy á, ngồi ăn cơm cũng không yên với nó đã con. Mà cha con á thì liệt, làm sao á biết ổng ngứa chỗ nào á mà gả cho ổng. Con coi nè, con dòm cái tay cái chân coi nè, mũi cắn nát hết cái tay của ổng à. Bác hai, người ở trong nhà này đâu hết rồi? Sao lại để cha con bị mũi cắn như vậy chứ? Người ở á là thằng Kim Cẩm nó đưa vô. Bây giờ tụi nó thấy cha con với bác hai bị đài qua đây, tụi nó vui lắm. Tụi nó đâu có thèm làm cho tốt. Mấy chuyện này sao bác hai không nói với ảnh? Bác sợ nó. Bác nói sao vậy? Anh hai con có gì mà bác hai phải sợ chứ? Bộ con không thấy nó đáng sợ hay sao? Con phải hứa với bác, con phải cẩn thận với nó nghe không? Dạ. Nếu như có gì thì chắc bác cũng không có đủ sức để lo cho con đâu. Nè, con phải đi tìm cái cậu gì đó, cậu Dũng Linh, là cái cậu học trạng sư đó con. Con với anh Dũng Linh chia tay lâu rồi bác. Giờ có chia tay chia chân gì á thì bác thấy thằng Dũng Linh nó cũng là thằng mà để tin cậy được. Nếu mà có chuyện gì xảy ra, con phải đi tìm Dũng Linh để nó giúp cho con. Ở nè Cẩm Thư. Dạ. Trời ơi cha con á, ổng toàn đòi ăn đồ ngon không à. Ăn tổ yến nè, gà tơ không chịu ăn. Cha con cứ bị má con chịu hư à. Toàn là ăn thứ tốt không à, không có chịu ăn đồ dở đâu con ơi. Cẩm Thư mới qua đây chút xíu mà nó qua đây nó kiếm rồi, đúng là mà xó mà. Ủa anh hai. Ủa Thư. Dạ bác. Tới đón Cẩm Thư hả con? Vô thăm cha con chút đi, ông nhớ con lắm đó. Dạ thôi, để mai con qua thăm. Để giờ con đưa Thư đi công chuyện. Nè, bộ còn giận anh chuyện kinh doanh sòng bài hay sao? Thôi sẵn dịp bữa nay mời em đi ăn món thịt rừng để xả xui ha. Em không có biết ăn thịt rừng đâu. Quán mới khai trương, nhiều món ngon lắm, không phải riêng thịt rừng đâu. Em chọn món khác đã. Đi với anh hai đi con. Vậy hả? Vậy thôi tụi con đi nghe bác hai. Dạ tụi con đi nha bác hai. Đi đi con. Không có làm gì được, chỉ còn trông cậy vô số phận mà thôi. Nè, chứ ăn mà đòi đi hóng gió, hay là em vẫn còn giận anh? Không giận. Sao em không thèm nói chuyện với anh hai mấy bữa nay rồi? Ở chung nhà mà ra vô không thấy mặt nhau. Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Nếu giận thì giận em là con gái, không giúp ích gì được cho gia nghiệp. Anh đã làm chủ rồi, anh có quyền quyết định đầu tư vô chỗ nào. Chỉ có điều anh hai liều lĩnh như vậy, lỡ như có chuyện chi thì nguy hiểm lắm nè. Mày đứng lại đó. Đứng lại đó mày. Chạy, chạy lên. Chạy tay con. Chạy lên. Chạy hả mày? Lại mày. Chạy mày. Lại mày. Chạy lên đây. Mày ơi, chạy đâu? Tụi bay thơ tao. Qua bên này kiếm coi. Đi qua bên đây. Dạ. Dạ. Theo tao. Này trốn kỹ thiệt. Đại ca đừng bỏ em hả? Tụi nó đâu? Tụi bay thấy không? Chắc nó chạy trong đây nè đại ca. Đi. Mày đâu vậy? Mày đâu, chui ra lại đi. Kiếm mình chết. Ở đâu chui ra? Thằng này trốn kỹ thiệt. Có đây không? Nói tôi nghe coi có đây không.
Cũng may cậu đây còn trẻ và khỏe, cho nên cậu ấy mới lướt qua. Chớ sốt cả đêm như vậy dễ bị đột tử lắm, nên cậu ấy cần phải nghỉ ngơi nhiều. Dạ. Dạ đây, tôi gọi đốc tờ. Dạ, cảm ơn cô hai. Dạ, cảm ơn đốc tờ. Cẩm Thư. Dạ anh hai. Em đừng đi đâu hết. Được rồi, anh hai ráng nghỉ ngơi nha. Em ở đây mà. Ủa? Người ta xuống thăm anh mà anh đối xử tốt hết sức ha. Em xuống hồi nào? Ai đưa em xuống vậy? Sao? Bộ vị hôn thê xuống thăm nhà cũng bị cấm hả? Làm gì có. Em xuống anh càng mừng nữa. Mà tại vì anh đang ngủ nên bất ngờ. Anh hai với thầy Chiếu dẫn em xuống. Ờ. Rồi hỏi đâu rồi? À, hai người thả em vô nhà rồi đi lòng vòng đâu đó. Không xuống sao biết được anh bị thương vậy? Đứa nào làm hại anh, em sẽ nói cha em kiếm người trả thù cho anh. Thôi, chuyện này để đàn ông tụi anh tự lo là được. Người nào gây nên cho anh chắc chắn sẽ nhận gấp 10 lần. Trách nhiệm của em á là phải dưỡng thai cho em bé nó khỏe mạnh, xinh đẹp. Ủa? Giới thiệu với em, đây là cô Ba Kiềm, chị dâu tương lai của em. Em chào chị. Còn đây là Cầm Thư, em gái của anh. Em có nghe anh hai kể về chị ba nhiều lắm. Chị ba mới xuống chơi. Con nhớ cha thì má nó phải xuống để kiếm cha cho nó chứ. Dạ anh hai, em mới sai người nấu cháo đó, anh ráng ăn cho khỏe nha. Anh đang bệnh mà cho ăn lạc nhách vậy, không thịt không cá sao bổ dưỡng lại được. Em, cái này chắc chị ba không biết. Tại lúc nãy đốc tờ có dặn em, tại anh hai còn đang mệt cho nên phải ăn thanh đạm, như vậy mới tốt cho sức khỏe đó chị. Đúng rồi. Còn chưa chính thức gả vô mà đã bắt đầu ra dáng chủ nhà rồi. Con quỷ, mày nói ai vậy? Nói ai thì người đã biết. Nè, đây không cần nói nhiều ha. Thôi đi nè. Tôi đang bệnh mà, mấy người đừng có cãi nhau nữa được không? Mình nè, để em đút cho mình ăn nha. Thôi mình ra ngoài đi. Hồng Xuân, Hồng Xuân có biết tánh tình của chị Ba Kiềm đó là người như thế nào không vậy? Con nhỏ đó hả? Khó ừ muốn chết luôn vậy đó. Nè Thư á, đừng có đụng tới nó nha. Mình cũng chỉ mong sao hai người đó tánh tình phù hợp với nhau mới sống lâu bền được chứ. Đi đi.